Tiền có ở góc trong, nó có điện thoại nguyên trong đó. Mới vừa cầm. Caro nó mà xả ra. Chứ in bill đó phải không? Chứ lên trên nái không thấy à? Hello cả nhà nha. Lên thôi. Xả hết, xả hết. Tiêu gọn hết. Chia sẻ nha chị em mình, mỗi chị em mình vô xem live chia sẻ lên Lương Dùng Nguyên nhé. Trưa nay sẽ lên nhiều đồ bé, đồ đông, đồ hà gì cũng sale hết. Cho nó gọn nhé. Sao hôm nay không thấy thông báo nhỉ? Chả biết nữa. Facebook này ông vui vui ông thông báo ông vui thôi. Ông vui thì ông lên thông báo, mà ông không vui thì ông không thông báo thôi. Lên nha, chị nào vô rồi chia sẻ lên luôn dùng y trẻ mà thôi. Thì rút trong nguyên còn mấy cao dương nhiệt chân rút vài cái mình ha. Cái này này. Mấy mà áp chéo á. Hello, hello, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng đi nha. Cái gì cũng có cả. Sau khi hôm nó chốt đơn áo lông 85 rồi sao không thấy được rồi? Hồi hôm á chị hả? Hồi hôm đơn đã chốt hết đâu? Chưa chốt hết đơn cũ nha. Vậy mình chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Cho cái bao này lên trước nè. Cho cái bao này lên trước nè. Xả cái đống cái mớ này trước nè. Ê cái chị này mới hồi tối đây nè. Tuyên tưởng gì tự nhiên mới vừa chốt xong hồi tối, hồi tối lại có hai ba chị chốt cái màu này không có hàng. Ôi lại cứ tưởng như thế này chết mình nó đi ly vì like coi like mà chốt đơn có đọc tên hay hết mà khi nào cũng tưởng hết là chết. Tưởng trong khi là bao nhiêu người tưởng không có. Sao lên luôn, còn mấy cái. Lên nhanh chị em mình nha. Mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Tiêu xả gọn hết. Rồi con đầu tiên ai nhanh có. Ai nhanh có nhé. Con này mới vừa lên xong. Lên luôn dùng mã tặng lông nhé. Xe cho bé nhà mình 18 đổ về. Con này hàng thường là Nguyên đi luôn chị em mình ạ. À. Hàng là Nguyên bán, quên lộn. Nguyên đi nhập, đi mua cho Nhiếm là 200 mấy nghìn một con áo lông nè. Tặng, lên mã tặng lông bé cho Nguyên nhé, xe 18-20. Xe 18 đi trước cho nó ok.
là lên luôn cho mã tặng khoác lông. Hàng này là hôm bữa Nguyên báo là nó bị hơi bị cái này, nó hơi bị gãy xíu nè. Tại vì hàng này hàng Nguyên treo ấy, tặng nốt luôn. 59.000 áo lông nhá. Tặng nốt 59.000. Hàng này bình thường dạy mình đi mua 200 mấy nghìn. Tặng nốt 59.000 nhá. Lên mã tặng lông. Tặng lông nhá, chưa nay có lên cả hàng bé nhá chị ơi. Có nhá chị Yến, Yến Minh ơi. Lên mã tặng lông. Tặng 59.000 nha, lên chị nào chia sẻ. Trẻ mình chốt chuẩn nha, có lên đồ bé chưa? Trẻ mình chốt chuẩn nha, đừng có lên. Đến lúc chốt đơn cái bắt đầu là ôi chị không tưởng không được cái này thì chốt cái khác. Là đến lúc xả ra mớ. Mệt lắm. Lên luôn dưỡng mã tặng áo nam. Tặng áo nam nhá. Size này dành cho những anh nam nào 60, ông quên lộn 65 cái độ về chứ ok. 65 độ về, con này là hàng bình thường đi dễ mình 89 nè. Xong còn lại sẽ dễ mình 79 nè, con này còn xả ra. Lên luôn dưỡng mã tặng áo nam hai lớp, tặng 69.000 luôn. Tặng 69.000 và toàn bộ hàng này là hàng theo nhá. Lên mã 69 này dễ mình thấy không? Thấy không? Nó tự nhiên người ta lúc mà lên like dễ mình thấy cái hàng này bữa hôm bữa lên bao nhiêu lần. Lên nó dễ mình chốt không có hàng. Đây giờ phải xả ra. Rất là mắc công. Thằng Long bé gì thấy trên đặng. Thấy trên đặng nên là dễ mình xem like chốt chuẩn nha. Đừng có đến lúc chốt đơn rồi cái bắt đầu click bỏ chị cái này bỏ chị kia rất là phiền. Tặng áo nam luôn dùng nguyên nhá. Chúc cho ai chia sẻ thôi nha. Đây mà áo nam. Áo nam chị Kim Thanh không chia sẻ. Áo nam vẫn đi chị mình 69.000 luôn. Giờ 65 cái độ về là mang ok. 65 cái độ về là mang ok nhá. 65 cho chị Kim Thanh đi Huyền. Áo nam cho chị Kim Thanh đi Huyền. Rồi nhá, bộ bé. Bộ bé nè. Lên mã tặng bé. Áo lông hết rồi chị ơi. Lên mã tặng bộ bé. Size này size 14 15. Bộ này xinh nè. Chia sẻ dưới Huyền. Kim Thanh ở dưới chia sẻ thôi. Cái này size cho bé nhà mình 14 kg độ về. Bộ đông á chị, bộ đông thì ít, bộ đông ít lắm. Bộ đông gần như là hết rồi. Gần như là hết hàng rồi. Em mà em xả là xả hết luôn ấy. Nha cho nó gọn nhà thôi. Lên mã bộ bé 55.000 luôn. Bộ bé, bộ nó bộ chất có tông tàu ấy. 55.000. Nghe lên mã hot đi. Cái này đang sale chị em là 69.000. Cái này đang sale dễ mình 69.000. Lên mã hot đi size 52 độ về. Nguyên đi luôn chị em mình mã này luôn. Còn bộ ở trong của nó là như nhung rồi chị em mình. Con này ở trong như nhung luôn. Tặng nốt luôn 59.000 nha. Lên luôn dưỡng mã tặng hot đi size 52 độ về chị em mình chút đẹp. Ở trong của nó là dặn mịn như là nhung luôn. Tặng mũ nhá. Tặng mũ 59 luôn. Chị nào lấy mũ 59 chút lên luôn dùng nguyên nhá. Mũ 59k. Chị nào lấy mũ 59 chút lên mũ 59k luôn dùng nguyên này. Cái này lên mã mũ cho bé size 30kg độ về nha. Lên mã mũ bé trai 30kg độ về. Hàng này sale 85. Sale 85. Cái nàng đi luôn chị em mình luôn. 75k luôn. Nốt nhá. Sĩ nhà Nguyên đang không có giá này. Chị Vy Anh không chia sẻ. Vy Anh không chia sẻ. Lên mã mũ bé con là chắc có tông tàu size 30 độ về nhá. Đây luôn chị em mình 75.000. 75.000. Lên luôn dùng cái này. Đang chốt ấy, chị Lê Lê Nguyễn không chia sẻ. Đang chốt chị Xuân Thu ơi. Chiều nay đi nhá. Mũ bé chị Thúy Tinh Đặng. Thúy Tinh Đặng 75. Lên con này luôn tặng 25k luôn. Con này sẽ chị em mình 55 độ về. Chiều chốt chị Xuân Thu ơi. Chiều chốt mai nhận đơn. Mai nhận đơn. Lên mã tặng quần 25k. Size dành cho những chị em mình 55 độ về thì chị em chút đẹp. 55 độ về nhá. Tặng quần 25k luôn dùng nguyên nhá. Bộ siêu nhẹ này. Bộ này đâu còn giá sale nữa đâu. Bao nhiêu chị chốt không được cái bộ này size 60 độ về. 59k siêu nhẹ. Hàng siêu nhẹ là thường mới chạy luôn cho chị em mình 79.000. Có đợt đầu về là đắt. Đợt đầu đắt về là về 86.000. 86.000 sau là 79.000 chứ không có khi nào mà 59.000 như thế này hết. Nha, size 60 nhá. Tặng bộ caro size 60 độ về 59k. Nha, nhớ luôn dùng nguyên là chốt cho chọn giúp nguyên nhá. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng caro xanh. 59k. Nha, lên luôn dùng mã này là mã siêu nhẹ hồng. 59k và form này chị em 60 vô tư nhá. Form 60 vô tư như vậy mình ơi, chắc bao đã luôn. Tại vì những cái này chị em mình mang sướng thì chị em mình mang lanh. Mang lanh nó nhăn nó nhào. Nha, Tiều Thành không chia sẻ. Xanh, lên xanh luôn dùng nguyên nhá. Xanh, xanh hồng. Xanh hồng và sọc. Ba bộ thôi. Nhá, bộ này bộ hàng xã, hết xã chứ cũng hết rồi. Xanh chị Tiều Thành không chia sẻ nữa. Xanh, hồng. Xanh hồng, xanh hồng. Xanh hồng và sọc. Size 60 đổ về dễ mà chứ ok nhá. Size 60 đổ về. Hoa hồng xanh phan không chia sẻ. Lên luôn những mã này là mã sọc. 59.000 luôn. Nhá, sọc 59 và size 60 nhá. Siêu nhẹ xanh. Màu gì ấy, chị thấy lên đặng á. Em thấy đặng màu xanh đi. Hoa hồng xanh phan không chia sẻ. Lên mã sọc luôn dùng nguyên nhá. Sọc nhá, chị nào lấy sọc lên sọc luôn dùng nguyên này. Sọc. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con quần này. Con quần này size 27.
Size 27 chị Lê Nguyễn không chia sẻ. Size 27 chị nào hay dùng size 27 chốt lên luôn dùng nguyên con này nhá. Đây nói luôn chị em mình con này 79.000. Không à, hết rồi chị. Hết rồi. Hết rồi. Size 27 nhá, hết khẩu trang lớn rồi. Tạm thời là hết khẩu trang lớn. Lên luôn dùng nguyên cái này. Hồng. Chị Đức Phạm là hồng số nhẹ đúng không? Hồng siêu nhẹ cho chị Đức Phạm. Con nào nãy bao nhiêu chị? 79.000. Mặc đâu kẹt. 79.000 nhá. Lên luôn dùng mã này mà tặng 79 size 7. Tặng 79 size 7 nha. Tiếp luôn dùng nguyên cái này. Là rô xanh hết rồi. Còn hồng nhá. Sọc cho chị Thu Hiền. Size 7 hoa hồng xanh pha không chia sẻ. Chị ơi 27 rộng. 27 rộng. Chị em mình hai đi size 7 lên size 7 luôn dùng nguyên. Trời ơi bộ này đi chị em mình 55.000. Ủa? Ủa? Sang rứa? Kệ họ. Na Huỳnh. Na Huỳnh. Bộ này lên luôn dùng mã bộ nam nhé. Bộ nam dùng nguyên size L, size 62 đổ về. Bộ này rất là đẹp luôn. Đây chị em mình 69.000. Nha, 69.000. 45 rộng, size 27 chị nào hai đi size 7 chút cho Na Huỳnh đi. Cho Na Huỳnh. Lên mã bộ nam 69, đi nhanh nha chị em mình, bộ nam 69 để còn lên hàng bé. Lên hàng bé, bộ nam 69. Size cho bé nhà mình 13 đổ về. Đây chị em mình 39.000 luôn. Bộ nam chị Lệ Hằng. Bộ nam chị Lệ Hằng. Nha, lên luôn những mã này, mã tặng bé luôn dùng nguyên size 39. Áo quần lộn lộn. 39.000, size 13 14, bộ này bộ nỉ tàu này. Bộ nỉ tàu này. Tặng nốt luôn chị em mình 39.000 nhé. Comment mã bộ bé luôn dùng nguyên 39 bộ này. Xe 59.000 đi. Xe 59 lên mã nỉ tàu cho bé. Con này phone đang mang này. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Trời ơi. Con này giống phone đang mang. Cái chị Hiền Nguyễn này. À chà chà, còn mấy đơn này, đánh luôn cho tao mấy đơn đi rồi đi nghỉ, có mấy đơn nữa. Còn chưa lại mấy đơn. Ô chà đấy thì sướng. Đây sướng quá. Con này size 60 đổ về chốt được. Nhưng mà ok không đã đánh còn không xíu nó nhầy nhằn ngăn đánh. À. Lên luôn những mã chữ trắng cái này đi chạy mình bao nhiêu tiền? Con này đang đi chạy mình 89.000 đi chạy mình 75.000 luôn. Có trong tàu chép. Có trong tàu chép. Đánh số lượng đây nè, đánh nè. Đánh số tự rồi kìa, chuẩn nhá. Nỉ tàu hết rồi chị ngăn. Nỉ tàu là cái bộ bé hồi nãy đó. Bộ bé hồi nãy đó. Lên mã khoác xịn dùng nguyên. Size 62 đổ về. Con này hàng 145. Nha. Lên mã khoác xịn, hàng này chị em mình đi vào shop không dưới 200.000. Không dưới 200 người nhé. Lên mã khoác xịn. Con này dễ mình mang quanh năm luôn. Mùa nắng cũng được, mùa mưa cũng được. Mã này nguyên hết rồi nè. Nhá, mang quanh năm. Mã này mã 145 không còn giá sale dễ mình ơi. Dễ mình nhìn nét từ đường kim mũi chỉ luôn. Tới cái khóa kéo luôn. Comment mã khoác xịn 145. Size 62 đổ về dễ mình cho ok. Lên mã khoác xịn nha. Thì nào lấy mã khoác xịn chút lên luôn dùng nguyên. Đây bộ nam. Bộ nam size 2X hôm bữa ai chưa có này. Bộ nam size 2X này. Người có, người xã. Có, bé trai có, từ từ nhá. Đồ bé, trưa nay lên đồ bé nè. Trưa nay chọn đồ bé lên đồ bé nè. Rồi tiếp con này, tặng nốt luôn. Có đấy, à không không, đồ dài thì không. Đồ dài gần như là nguyên ngưng đồ dài, không về đồ dài nữa nhá. Bữa nay là cuối mùa, không về đồ dài nữa nha. Đồ dài bán tầm tháng thôi, tháng 2 tháng chứ mấy. Rồi nhá, lên luôn dùng cái này, size S, size 52 đổ về. Con này đẹp lắm dễ thôi, 50-52 đổ về. Tặng nó con này 39.000 ai nhanh tay có. Con này chắc đuổi xước nhé. Chắc đuổi xước. Chắc đuổi xước nha. Thì nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Chị Quỳnh Như Trần không chia sẻ. Nhưng mà riêng chị Quỳnh Như Trần chuyển khoản em đi đơn. Còn không chuyển khoản em không chốt nha. Đi đơn ok chưa? Ok rồi đúng không? Nhưng mà không chia sẻ cái mã này. Con này đi chạy mình 39.000 nhé. Xây 52 đổ về. 52 đổ về. 39 cho chị Minh Hiếu. 39 cho Minh Hiếu. Minh Hiếu. Con này lên luôn dùng mã gen. Gen nhé. Gen này size 52 đổ về. 49.000. Con gen này cũng gần như là hết rồi nè. Lên mã tặng gen 49 nhé. Quần gen bụng 49.000 nhé. Chị nào lấy tặng gen bụng lên mã tặng gen bụng luôn dùng 49k luôn dùng nguyên này. Lên mã nắng tím con này size 45.000. Size 45.000. Size dành cho chị em mình 57 đổ về. Con này là nắng thông hơi nhé. Nắng thông hơi. Đi luôn chị em mình 45.000. Đi nhanh nha chị em mình ơi. Đi chị em mình 45.000. Lên mã nắng thông hơi luôn dùng nguyên.
nắng trong hơn. Xong thì chị chốt đơn vui lắm. Chốt đơn xong. Em ơi có ít này, ba món rồi mà có ít này. Thôi xả ra chị đi. Kêu chị ơi chị chốt đơn sau, mới vừa chốt xong xả. Ủa thì hàng xả tiễn còn ở nhà em chứ có sao đâu. Ôi trời ơi. Nói chả biết nói nhưng không biết trả lời như thế nào luôn ấy. Tiễn hàng thì chưa đi, tiễn còn ở nhà em chứ có gì đâu. Chị em mình không nghĩ tính người ta lai đi lai về, người ta chốt đơn. Nhiều chị ý thức không hiểu ở đâu luôn. Nắng thông hơi thì sung lợi, sung lợi, sung lợi. Nó chốt xong đơn cái đến lúc nhắn tin của em ơi có ít quá hì. Ba món tôi xả đi, thà ít. Em ơi cho chị gom thêm một like, ba nhà nguyên vẫn đồng ý. Thế xong tự nhiên phát cào đó, chả muốn bán nữa luôn. Hàng thì xả thì còn y ở nhà em chứ đi đâu mà. Ôi trời ơi. Lên luôn những mã tặng ngực. Lên mã tặng ngực. Tặng ngực nhá, tặng ngực, tặng ngực. Áo nắng nó coi còn không bỏ lên xe 45.000 nè. Còn xe chi cho lên 45.000. Xe 34B là xe 36. Ngực nè, ngực mỏng nhá. Đây luôn chị em mình con này luôn. À. Bao nhiêu tiền con này mình đang sale mấy tiền ta? 63.000. Con này hết giá sale luôn. 63.000. Ngực mỏng hàng xúc hàng này 249.000. 239.000, 239.000. Hôm nay chị em mình 63.000 và xe 36. Xe 36 nhé, con này là chuẩn hàng xúc dùng nguyên. Lên mã ngực xúc luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã tặng ngực xúc luôn dùng nguyên. Quần gu. Quần gu. Thiệt cái chứ dễ cho vô danh sách đen thiệt cái chứ. Tặng quần gu. Nhưng mà chị em mình nghĩ nói cái câu nó là biết ý thức mua hàng như thế nào. Thôi khỏi nó đi nó về. Mình biết như thế làm sao họ không. Thì chốt ai chia sẻ thôi. Mình biết như thế thì thị quen. Biết như thế làm sao khỏi bán thôi. Mẹ nó đi nó về mẹ. Tặng gu luôn, xe 52 đổ về. 39.000 luôn, 52 đổ về. Nha, thị gì? Thị đỏ à? Còn thị kìa, thị tóc dài đúng không? Lên luôn dưỡng mã tặng à. 39.000 áo gu. Số 3.000, con này size gì đây? Con này size dành cho những chị em mình 62 đổ về, 60-62 đổ về. Tặng nắng luôn dùng nguyên giá 45.000. Giá này chọn giá tặng này chị em mình. Hàng này thông hơi, chắc của nó vừa phải. Không quá dài mà cũng không mỏng nha. Lên luôn dưỡng mã này, mã tặng xanh nhạt 45.000. Tặng xanh nhạt 45.000 nhé. Quần gu chi kim xin không chia sẻ nhé. Tặng xanh nhạt, chị nào lấy xanh nhạt lên xanh nhạt luôn dùng nguyên. Đây con nữa nè. Con này 89 xe nó, chị em mình con này 75. 75 con này chắc có tông tàu chéo. Lên luôn dùng mã chữ trắng tay 62 đổ về chị em mình chút đẹp. 75k nhé. Chữ trắng 62 đổ về dùng nguyên nha chị em mình ơi. Chị nào lấy mã chữ trắng. Mỹ Hàng không chia sẻ, chia sẻ lên nguồn luôn dạ. Vì hàng này là hàng nguyên sale rồi. Tặng quần nam hàng công ty. Xanh chị Triều Thành, Hoàng Kiều Nga không chia sẻ. Không áo ấm bố em hết sạch sành xanh luôn. Hết sạch sành xanh luôn. Lên luôn dưỡng mã này, mã quần công ty. Cái này sai gì chị Hàng, không biết sai gì hả? Dung không chia sẻ. Không chia sẻ bó tay luôn. Nha, những cái mã này chị nào không chia sẻ bó tay. Chốt lên luôn dưỡng mã này, mã tặng quần công ty. Sai cho những anh nam nào dưới 60 nhé. Đây luôn chị em mình mã này, mã tặng 59. Quần này quần công ty nhé, quần ống bo 59k, chốt lên cho chị nào chia sẻ. À, xanh nhạt Mỹ Hàng không chia sẻ. Hôm qua có chốt quần đuổi trắng cho chị không? Đến lúc chốt đơn coi lại thử chị ơi, giờ em không biết luôn. Con này đi chị em mình luôn, 45k. Xanh cho chị Lê Nguyễn. Sai chi? Có sai, đang like sai 62. Chốt trắng cho chị Hà Diễm Nhung. Ủa được có con à? Thấy 2XL con chốt đến 62kg đó. Ừ. Có em lên đang sen nhé. Thảo Võ không chia sẻ. Con này 45k luôn. 45.000 chị em mình nhìn. Có mốt dài nhá. Lên mãi dài. Cái áo này nó có cả cái này chị em mình rút được. Nhá, lên luôn cho mã áo dài 45.000 luôn. Nhá, chị nào lấy áo dài 45. Thảo Võ không chia sẻ. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng bé luôn dùng em. 9k luôn. Tặng bé 9k. Size này dành cho bé nhà mình 15kg đổ về. Bé gái nhá, 9k. Lên mã tặng 9k. Tặng 9k nha. Ôi bộ nam này, size này hết sạch sành xanh, làm gì còn size này. Size 68 bao nhiêu chị chốt không được nè. Bao nhiêu chị lên sao là không chốt được cái size 2XL này. Nha, rồi lên luôn dùng 45 chị Minh Hiếu. Tặng bộ nam. Bộ nam 129. Bộ nam 129. Chị Hà thì Diệp Nhung. 129. 9k như là còn size mười mấy ký ở ngoài, nó còn size mấy ký chị? Còn 10 ký đổ lui à. Áo 9k còn 10kg đổ lui. Lên luôn bộ nam luôn dùng 129.000. Hàng này là hàng nguyên thường cho chị Tâm A. Tâm A thường nguyên chạy. Chị bóc cho em bộ nam trong đó còn size gì chị? Còn size gì giùm em với. Rồi nha, lên chung mã mũ.
mũ bé tặng 75 luôn, size 30 đổ về. Con này chắc có tông tàu chéo. Ờ. Con này chắc có tông tàu chéo nhé. Lên mã mũ bé luôn dùng nguyên nha. Ai lấy mã này lên luôn dùng mã tặng mũ bé. Size dành cho bé nhà mình 30 kg đổ về là chị em xúc đẹp nha. 30 kg đổ về. Bộ nam từ từ em coi còn size gì em lên nó luôn chị em mình luôn. Đồ bộ bé trai từ từ chị ơi. Nha, sao chị bé heo ơi. Sao. Bé 10 kg nguyên còn đấy, ghi cho chị Thương lên 2 cái. Đang like. Rồi nha, lên luôn dưỡng này 30 kg. Chốt mã này lên luôn dùng nguyên này. 30 kg đi chị em mình 75 nghìn luôn. Chắc con này chắc có tông tàu chéo nhé. Con này chắc có tông tàu chéo. Lên cho nó xong cái bao này để lên hàng bé này. Cho nó gọn nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Hôm bữa bao nhiêu chị chốt không được. Con này là lên 2 da. Ta chị em mình 60 vô tư luôn. Hàng này thường là nguyên chạy 125. Bữa xe chị em mình 89 nghìn. Con này đi chị em mình 79 nghìn. Lên 2 da nhé. Lên mã len, len chữ vàng đi. Chốt mã chữ vàng 79 nghìn. Thì nào chữ vàng lên chữ vàng luôn dùng nguyên. Thế. Tặng 99 nghìn hôm bữa còn đúng một con xe XL. Xe 57-58 đổ về. Lên luôn dưỡng mã tặng gu 89. Áo quần lộn 99 nghìn. Tặng gu 99. Lên gì Thương lên. Lên cho Thương lên. Tặng gu 99 nha. Rồi bộ này 79 nghìn xe 55. 75 nghìn luôn. 75 nghìn luôn nguyên bộ. Bộ này là bộ rip nha. Xe 55 đổ về chị em chốt đẹp. Lên mã tặng bộ rip luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. 55 đổ về nha. Tặng bộ rip 55 đổ về là chị em mình chốt ok nha. Đây chị em mình 75 nghìn. Gu chị Kiều Nga không chia sẻ. Gu chị Kiều Nga không chia sẻ. Lên luôn dùng nguyên cái này. 5 cái đúng không? Đa xe chị em mình là 59 nghìn nè. Chữ vàng lại xuống trần sau. Mạng nhà chị lệ xuống trần chậm lắm nè. Thấy lúc nào cũng lên toàn lên sau thôi. Lên luôn dưỡng mã này là mã chip tặng 49.000 năm con luôn. Bộ cho chị Thảo Võ nè. Bộ cho Thảo Võ nè. Bộ Thảo Võ nè. Lên luôn dưỡng mã chip 49.000 năm cái luôn. 49.000 năm cái luôn. Bộ bé xe 15-16 kg tặng 49k luôn. Đi nhanh nha chị em mình ơi. Bộ này bộ nỉ bông xe 15-16. 15-16 là chỗ ok tặng 49. Xịp 49 cho Hà Diễm Nhung. Hà Diễm Nhung. Tặng luôn cái bộ này giá lên luôn chị em mình luôn 49.000. Có sai đâu chị ơi, 60-62 mang được nhá. Cái này lên luôn chị em mình bộ bé. Bé 49 cho chị người tình trăm năm. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này là mã chữ B. Chữ B giờ hình như là hết rồi. Chị Hoàng Kiều Nga không chia sẻ chị ơi. Mã này em chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Bé Hồng cho chị Phương Nguyễn Bình Định. À, hết rồi chị ơi. Ừ. Một cái CL và một cái CXL. Mã này đi chị em mình 75 nghìn. Con này hàng chắc xịn như chị em mình thôi. Này chị em mình nhìn. Đường kim mũi chỉ dùng nguyên. Lên luôn dùng mã BCL và BCXL. BL. À lấy chip à. Không chị lấy chip thế bỏ qua cho chị à, bộ cho chị Phương Nguyễn Bình Định. Bộ hồng hồi nãy á Huyền. Cho Phương Nguyễn Bình Định. Chip em hết. Chip người ta chút rồi. Ok nhá. Cái này CL. Cái này lên luôn dùng mã BCL và BCXL. L57XL cho chị em mình 60. Đổ về làm ăn đẹp. 75 nghìn luôn. Con này chị em mình tranh thủ mà phát. Tranh thủ con này mà phát. Toàn bộ dòng này là hàng đang hot. Toàn bộ hàng này là nếu mà hàng xịn là toàn đi nhập sĩ vô 100-120. Chứ nó là hàng nhái lại thì không ấy. Chị chia sẻ rồi mà sao không được. Do chị chia sẻ không công khai á. Chị Thảo Nguyễn không chia sẻ. Không công khai, chị em mình chia sẻ lên chỉnh cái chế độ là công khai. Do chị em mình chia sẻ ở chế độ một mình xem với chế độ bạn bè xem nó không hiện lên logo thì chia sẻ được. Nha, lên mã tặng B. Còn hai con CL. Hai con CL và một con size XL nhé. Lên mã siêu nhẹ luôn dùng nguyên này. Siêu nhẹ hồng đây còn cái này. Lên mã sọc hồng. Sọc hồng 59 này. Thấy 60 đổ về chị em mình chút đẹp. Chị nào mua siêu nhẹ nhà nguyên là biết. Thường là giá của nó là 79 nghìn hoặc là 86 nghìn. Tùy theo đợt hàng. Này đi chị em mình 59 nghìn. Nha, lên chung mã này là mã siêu nhẹ hồng. 59 nghìn xây 60 đổ về nhá. Chị em mình mua thử những cái bộ siêu nhẹ vô. Vài hôm nữa về vô hè biết cái chắc của nó. Nguyên lên like là chốt thôi. Khách nhà Nguyên mà đã mua siêu nhẹ là họ tới họ lui. Rồi Triều Thành 59.000. Rồi siêu nhẹ cam luôn. Siêu nhẹ cam luôn dùng Nguyên nhé. 59.000 siêu nhẹ cam. Hết hồng chị ơi. Lên mã siêu nhẹ cam size 60 đổ về chị em chút đẹp nhé. Bộ này là bộ chất siêu nhẹ lụa siêu nhẹ dùng Nguyên nhé. Lên mã siêu nhẹ cam 59.000 luôn. Thì nào lấy siêu nhẹ cam lên siêu nhẹ cam luôn dùng Nguyên nhé. Siêu nhẹ cam. Rồi con này bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Tặng
tặng trời ơi lấy mã phối, mã phối đi. Vàng gì ta, vàng lấy gì á chị Thương Linh ơi. Cam chị Thương Linh, cam Thương Linh, cam Thương Linh. Phao Nam, Phao Nam hả chị? Phao Nam em còn, Phao Nam em còn, còn lát nhắc không? Cái này đi chị em mình 75k nốt luôn, 75k nốt luôn. Con này chắc đẹp lắm chị em mình. Size dành cho những chị em 60-62 đổ về chị em chút đẹp. Lên luôn Dũng nè. Tuy nhiên em thấy là chị Ngân Nguyễn ơi. Lên luôn Dũng, mã này là mã phối, phối có tông tàu chéo. Đi chị em mình 75.000. Đây hai con ngực xịn, hai con ngực xịn 63.000, 63.000. Dòng này dòng ngực xịn nhá, chị em mình hàng xúc ấy. 36 luôn, 36 luôn nhé. Chốt lên luôn chung mã 36, 63.000. Chị Diễm Phương không chia sẻ, phối cho chị Sương Thu, phối chị Sương Thu. Tới 36. Hàng này hàng xúc chung Nguyên nhé. Tặng BCL cho chị Thảo Nguyên. BCL cho Thảo Nguyên 75.000 nè. 75.000. Lên luôn dưỡng này. Chốt mã xúc luôn dùng Nguyên phê 36, 63.000 cho chị Nhung Phạm Thị. Ờ. Cái mô kích, cái nó kích là đánh luôn đó. Nhung Phạm Thị nè. Nhung Phạm Thị. Có quần riêng em có chị ơi, Nhung Phạm Thiện con 63.000 đảm bảo luôn chị em mình luôn, siêu rẻ luôn. Ui, à cái này chị nào? Chị nào quen? Chị nào? Trần à. Ừ. Bà đó. Chào. Tên quá. Thôi em hết rồi. Lê Thị Bãi hàng chốt rồi sao không thấy ship? Nói gọi có nghe máy đâu mà. Cái đơn chị Lê Thị Bảy đi trong góc đúng không? Đi đơn rồi đúng không? Hôm qua gọi thì không nghe máy, chắc là ngày nay mới đi à? Ừ. Ngày nay mới đi, gọi đâu có nghe máy đâu. Được 36 chị Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn, nhà Nguyễn nhắn tin chốt đơn rồi mà khách không rét, gọi không nghe máy là cũng chưa dám đi đơn. Đấy. Rồi nha, chốt lên luôn dùng nguyên bộ này. Nay có quần ring bé, không không. Quần ring bạn quên lộn bộ. Bộ này 75.000 luôn. Size 52 đổ về. Thôi còn mấy đơn để chị Ngân gì đánh cho. Đơn hay đơn gì Ngân ngăn đánh luôn cho. Thấy nhìn cái mặt không ra. Lên mã bộ 75.000 luôn. Thì nào lấy bộ 75, lên bộ 75. Hết bao mà chưa để lên hàng bé vậy mà nữa. Lên hàng bé nhá. Lên mã mặt cười thun thái. 79.000 ngực 36 em hết rồi. 79.000 nha, lên mã thái xanh. Size 62 đổ về chị em mình chốt đẹp. Comment mã lên mã thái xanh luôn dùng Nguyên á. Thái xanh. Thái xanh, thái xanh. Nghe cái mùi dầu khó chịu ghê. Bộ 75 cho chị Thảo Nguyễn đi. Thảo Nguyễn. Bé size 14 15. Bộ này bộ da cá tàu. Da cá tàu. Bộ này là bộ da cá tàu nhá, nguyên đây luôn chị em mình luôn. 79.000. 75.000 luôn đi, 75.000 đi cho nó gọn. Size 14 15. 75.000 bộ luôn. Nha chị nào lấy bộ 75 lên bộ 75. Ấy cái con này Nguyên không biết là cái lý do gì thì. Hey. Vòng máy rồi. Ô trời ơi. Nguyên đi con này, Nguyên like con này lượt 3 rồi nè. Chào ơi đuôi cá nha. Ừ lên đồ bé. Con này là thun thái đó. Size 55 đổ về tặng nốt luôn. Đi luôn nha cho Ngân Nguyên nè. Cái này Nguyên chốt cho khách quen thôi nha. Và nào xả ra chửi luôn ý. Riêng cái con này nè. Đi hai lượt rồi đó. Trời ơi con một con váy đẹp như thế này. Lên mã váy thái dùng Nguyên nhá. Bán tặng luôn chị em mình con này luôn không. 52-55kg đổ về thôi. Chốt lên luôn Nguyên. Ba lần chị mang. Chị mang chất thiệt cái chứ. 35.000 đi. 35.000. 35.000 luôn. Đang sale 59.000 đó. 35.000 lại mà mang tại. Chốt rồi. Trời ơi cái váy đi 3 lượt. Lượt này là lượt 3 rồi nè, chính xác là lượt 3 rồi nè. Tôi buồn ý quá cho Diễm Nguyễn lên trên rồi kìa. Đãi luôn cho khách quen khổ nổi. Nha, trời ơi là trời. Con áo con váy mà tôi đi like 3 lượt. Rồi bộ nam. Còn bộ bé cho em đi lên ít bộ bé trai trước chị. Tôi buồn ý quá. Đi like 3 lượt rồi đó. Con cái thôi. Hai bộ L à. Size 62 đổ về. Bộ nam dùng Nguyên nhá, 129.000. Bộ này hết luôn rồi đó.
Về những cái bộ nam này về đợt nào hết đợt đó trả vô ra nha. Cái này nguyên đi luôn, chị em mình luôn. Thiệt cái chứ, người ta chốt rồi. Có bộ bé trai 14kg có. Hết rồi, cái nó hết rồi nha. Đẩy luôn ý, thật sự cũng đi bằng 3 rồi đấy. Lên mã bộ nam size 62 đổ về còn đúng 2 bộ 129 hàng này. Hàng vẫn đang đây chị em mình 149 hàng. 68kg không còn chị ơi, còn 65 đổ về thôi. Cho chị phát nhàn. À đơn chị phát nhàn mới hoàn về đó. Đó là bắt đèn mà em, thấy không? Mới vừa phát hoàn phát về đó, em mà gửi lâu quá rồi. Phải hết rồi nhá. Cho chị phát nhàn. Còn size 65 đổ về nữa, không có size M. Phao nam em có, em lên là đang xem nha chị em xíu. Nguyên còn size L 62 đổ về và size L 65 đổ về là chốt đẹp. Đi chị em mình 129. Hàng nguyên đang đi luôn chị em mình bao nhiêu tiền? 54kg là hơi rộng. Đang đây luôn trẻ mình, những cái bộ này là toàn bộ là 149.000 hết nhá. Cái này cũng còn được mấy cái này, tặng nó luôn. Thay 65 thì kim sinh xe XL dùng em cái gì? Kim sinh xe XL. Kim sinh xe XL. XL. Lên mã này là mã tặng giữ nhiệt luôn, còn ít. Chị ơi, chị Phụng Leo lên cho em cái size. Hàng có size số mà, có size XL và size L. Lên mã bộ nam cho chị bé heo cái size XL. Mà đang đơn bé heo, thấy một cái đơn giao không được đấy ta. 58 cho chị Thu Tâm Lê này. 58 CL Thu Tâm Lê này. Thu Tâm Lê. Đây đây đây, một bộ CL nữa thôi này, hết CL rồi. Rồi còn XL thôi. Lên luôn dùng mã tặng giữ nhiệt dùng nguyên nha. Con này còn mấy? Còn từng này con ở Huyền. Cho lên luôn đi. Từng này con ở Huyền. Có 3 4 con. 4 con thôi. Lên mã tặng giữ nhiệt luôn dùng nguyên nha. Mấy con? Thì nó còn nè. Màu này á. Đâu đi đi đơn rồi mà thấy thấy vô là sắp chết vì không đi không liên hệ được hay sao ấy. Chưa chị Hoa Trung Nguyên này đây nhá. Lên luôn dùng này. XL chị Phụng lên. XL chị Phụng lên. Lên con này, nguyên đi luôn cho em mình mã này luôn. 45.000 giữ nhiệt. Cho nó gọn nhá. Chốt mã giữ nhiệt. Đơn thì đi rồi, đi bữa giờ rồi con thấy là không giao được đó, không biết vì lý do gì nha. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này, nguyên đi luôn cho trẻ mình luôn. Giá không đi luôn trẻ mình là 45.000. Còn cái này à? Không không, cái nó không phải, không phải. Không phải. 45.000 giữ nhiệt luôn. Chưa bao giờ có giá này nhá. Nguyên còn ít, sale nó luôn trẻ mình luôn, mã này mã tặng 45. Xong cho em lên đồ bé. Cho em lên ít bé trai chứ. Bé trai chứ. Rồi nha, bé trai trước, cái nặng còn lẻ tẻ nè, mấy bộ nè, sale nốt luôn chạy mình luôn. Chị Trần Hoa không chia sẻ. Chúc cho ai chia sẻ nha. Lên luôn dùng nguyên cái này chị em mình nhanh tay nè. Chị quần riêng nam còn không để chị. Còn size bự thôi. Còn size bự thôi, size gần 80kg chứ không có size nhỏ hơn nha. Size 25-28. Size 25-28. Nè, riêng con này không chị em mình mua con này mix. Mua thêm áo sơ mi mix tết cũng đẹp, tại vì quần này dạng quần kaki nhé, quần kaki mềm đó, mang cho nó mang tết là ok luôn, tặng nó con này luôn nha. Lên chung mã này cam 25-28, áo đó mấy ký mặc được chị ơi, chị hỏi cái mã này đây chị em mình luôn, 69.000 bộ cam 25-28 nha. Cam không có hết bộ nam rồi, bộ nam chả còn size 68, còn size XL 65 độ về thôi nha. 25kg trai Lệ Hằng, 69k Lệ Hằng, 69k cho Lệ Hằng. Rồi 37kg trai này. 37kg trai này. Nguyên đi luôn cho em mình luôn 69.000. Bộ này hàng tác của nó là 149. Lên mã 37 trai luôn dùng nguyên nhá. 37 trai. Chị ơi chốt đơn rồi là đẩy đơn rồi. Thế vô đi chứ làm gì lượng lượng đó. Thế. Dạ đủ. Áo giữ nhiệt chị Ngọc Ánh Nguyễn chia sẻ. 45.000 chốt cho ai chia sẻ thôi. Bộ bé trai size 37kg, tặng nó luôn cho em mình mã này. Lên luôn chung mã này là mã 69k nhé. 69k và size 37 dùng nguyên nhé. Bộ này hàng tác của nó 149.000. Thì Đặng Thùy Trinh. Đặng Thùy Trinh. Đặng Thùy Trinh size 37. Rồi size 32. Size 32. Trai size 32 dùng nguyên như vậy mình. Nguyên nó riêng con quần người nhận hàng vậy mình mua không có giá 69.000 rồi. Size 32 nhé. Lên mã cam size 32 nha. Lên mã cam size 32. Size 25 hết rồi. Cam 32. Chị nào lấy cam 32 chút lên cam 32. Xám 25. Á lộn, xám 35. Xám 35, cam 32 và xám.
Cam 32 chị Phạm Phượng gì. Rồi xám này size 35 kg. Phao nữ nhẹ em không còn chị ơi. Xám này là size 35 kg. Chị nào lấy xám 35 chút lấy xám 35 luôn dùng đi. Ui màu xanh này cưng chưa. Toàn size nhỏ à. Toàn size nhỏ à. Nha, rồi lên chung mã xám này 35 kg. Mương đi luôn chị em mình 69 nghìn. Những cái bộ này rẻ, chị em mình mua ngang rẻ hơn giá hàng chợ đấy. Rẻ hơn giá hàng chợ đó. Cái gì đó gì. Cái này cũng bị chấm dơ xíu thì chị em mình ơi. Nha. Cái này chị em mình về giặt dùng nguyên nhé. Cái này về giặt dùng nguyên. Size 17 59k. Cái này chị em mình về giặt là vô tư luôn. Bị xíu xíu chứ mấy. Đi luôn dùng nguyên cái mã này lên mã dơ đi. Dơ size 17 59k. Không ảnh hưởng gì luôn chị em mình ơi. 59k nhé. Chị nào lấy dơ lên dơ luôn dùng nguyên 59. Cái này ri nhỏ thôi nè. Toàn bộ là ri nhỏ. Cưng chưa. Cưng chưa. Bộ này cũng đi luôn chị em mình luôn. Dơ nhá, dơ dơ 420. Dơ nhá, chị nào lấy dơ. Dơ chị Nguyễn Minh Phương này, khách mới hay cũ à? Nguyễn Minh Phương lên thông tin cho em đi chị ơi. Có đơn chịu khó lên thông tin trên live cho em đi. Xám 35 cho chị Thi Nguyệt. Xám 35 cho Thi Nguyệt. Thi Nguyệt. Lên thông tin trên live đi cho em đi chị Nguyễn Minh Phương ơi. Có đơn em mới dám chốt nhá. Bộ này 59 nha Huyền. Bộ này 59 nha, bộ dơ này 59.000 bị chấm một xíu xíu thôi. Rồi nhá, lên mã xanh size 14. Xanh size 14. Xanh size 14. Ok nhá chị Nguyễn Minh Phương. Xanh size 14, xanh size 15, xanh size 18 và xanh size 22 3. Nha, đi luôn trẻ mà là 69. Lên luôn dùng mã này là mã xanh kèm size luôn dùng nguyên nhá. Xanh. Cái này toàn bộ size nhỏ size 22 3 đổ về trẻ mình chút đẹp. Xanh 14, 15, 17, 18 và 22 23 nhá. Được chưa? Bộ này mà hỏi đồ bé gái bé trai thì em chả biết trả lời đăng luôn. Lên luôn dùng mã này là mã chữ xanh kèm size luôn dùng nguyên nhé. Đây luôn trẻ mà là 69.000. Chữ xanh kèm size 69.000. Cái này tiếp luôn dùng nguyên. Cái này còn một bộ size 17 kg. Bộ này đẹp 17 kg. Lên mã này là mã hưu. Con quần này toàn bộ là quần kaki. Xanh 14 à. Xanh 14 cho chị Thu Hiền. Xanh 14 cho chị Thu Hiền. Xanh 14 cho Thu Hiền G. Rồi ok chị nào lấy chữ xanh lên chữ xanh. Chốt lên mã này là mã hương. Xanh 15 cho Thúy Trinh Đặng. Xanh 15 cho Thúy Trinh Đặng. Ok Thúy Trinh Đặng. Thúy Trinh Đặng. Lên mã hưu size 10 17. Hưu size 17. Và hưu size 18. 17. 17 cho Lệ Hằng. 17 cho Lệ Hằng. Lệ Hằng. Rồi lên mã hưu dùng nguyên nha chị em mà nó. Chốt lên hưu kèm size. Hưu kèm size 17 và 18 thôi, hai bộ thôi. Lên mã hưu. Hưu chị Lệ Hằng lên size đi. Lưu Lệ Hằng 17 đúng không? Hưu hay là... Ok, đây chị Lệ Hằng 17. Ok, 17 Lệ Hằng. Rồi nhá, 18 cái độ về. 17 mang được này. Cái này cho Khánh Hạ này. Bộ này cho Khánh Hạ này. Bộ này cho Khánh Hạ này. Chị Hằng gọi xanh 22 là cái gì? Xanh 22 đây. Xanh 22 đây. Xanh 22 cho chị là... Xanh 22. Xanh 22. Đừng có ngủ mà nó nghe vô. Đừng có ngủ mà nó nghe. Đỏ xe 14. Cái này cưng nè. Đỏ xe 14. Lên mã đỏ xe 14 này xin ra. Bộ này lạ nè. Lên luôn dùng này. Ok, em bỏ qua rồi. Đỏ này xe 14, 15. Chị nào lấy đỏ 14, 15. Đỏ 15, 16 nè. Đỏ 15, 16 nè. Được chưa? Bao đẹp luôn. Đỏ 16, 17. Đỏ 17, 18. Đỏ 22 quay đầu. Chị nào lấy bộ đỏ lên bộ đỏ luôn dùng nguyên nhé. Nguyên đây luôn trẻ mình nói là 69.000. Tranh thủ mà phát cho trẻ mình ơi. Tranh thủ mà phát những cái bộ nào mà đi trẻ mình hàng còn hàng xịn. Mà đi trẻ mình ngang giá chợ đó. Lên mã đỏ. Nha, chốt lên. Em bóc rồi đó chị ơi. 14 cho Thu Hiền. 14 Thu Hiền này. Thấy trên đặng chị lấy 15 quay đầu rồi, 14 mang ok á. 17 chị Lệ Hằng. 17 cho Lệ Hằng. 17 Lệ Hằng. 14 hết rồi, chị thấy trên đặng lấy 15 không? Rồi 18. 18 và 22. Còn 18 và 22. Em không. Không nhá. Còn 18 và 22, chị nào lấy này lên luôn dùng nguyên nhá. 18 và 22. Chị Kim Hạo khách mới hay cũ? Kim Hạo lên thông tin, bỏ riêng. Kim Hạo lên thông tin cho em đi, lên số điện thoại, lên cả địa chỉ trên line luôn giùm em đi. 69.000. Nha, đồ dài em không? Đồ dài em còn nhưng mà còn size nhí thôi, không có size
Em đi chị em mình 69 nghìn. Còn size nhí thôi, không có size to nhé. Đồ dài em vẫn còn. Chị ơi, chị Kim Hảo không lên thông tin để em chốt cho người khác nhé. Hay hai em hết rồi. Không có thông tin là em bỏ qua cho người khác nha. Bỏ riêng đi Huyền. Bỏ riêng đi. Rồi nha, tiếp lên luôn dụng mã này. Mã Caro size 25, 28, 69 nghìn. Caro size 25, 28, 69 nghìn nha. Chị nào lấy Caro lên Caro luôn dụng em. Caro, chốt mã Caro luôn dụng em. 69 nghìn Caro. Chị nào lấy Caro lên Caro. Tiếp luôn dụng này. Caro size 2. Có, sẽ có 30 trong này. Caro lộn size 25, 28. Có, chị Thanh Lan ngôi 30 có. Lên mã Caro luôn dùng nguyên Caro nhé. Ai lấy? Chị ơi, lên cả địa chỉ trên live dùm em nhé. Chị Kim Hậu ơi, Caro size 25, 28. Chị nào lấy Caro? Ở cái này size 37 này. Con này còn size 37 này. Lên mã cam này size 37 này. 60 em hết. Còn 65 thôi chị ơi. Chị Ngô Thắm ơi, cam này tới size 37 lặng này. Lên mã cam 37 này. Đỏ 14 em hết rồi chị Đức Phạm ơi. Còn đỏ 15. 15 quay đầu 14 chút được cái chứ. 15 quay đầu 14 chút ok mà. Caro thì Thảo Nguyên này. Thảo Nguyễn nè, Thảo Nguyên không giấu gì. Cam 37 cho Thu Thảo Trần. Thu Thảo Trần. Thu Thảo Trần. Rồi nhá. Lên luôn những này. Chốt lên cái này cho Mai Hạnh này. Cái này cũng quần caro này, cùng size này. Này bỏ cho Mai Hạnh nhá. Bỏ cho Mai Hạnh cái này nè. Rồi nhá. Lên mã khủng long size 32. Không có nhé chị Trần Thị Lệ, không có size to. Caro này size 32. Lên caro size 32 giúp Nguyên nha chị em mình ơi. 69 nghìn nguyên bộ này. Không mua hơi bị phí ấy. Nguyên nói thật sự luôn ấy. Caro size 32. Hàng tới con này là 185 nghìn. Nguyên đi chị em mình 69 nghìn. Caro size 32. Giờ là cứ có cái size nào bóc đại luôn chị em mình ơi. Này chắc đẹp lắm luôn. Caro xám và khủng long xám và khủng long cam size 32. Thì Dung Dương Thị Phương này. Dung Dương Thị Phương này. Rồi ok, còn khủng long này cũng size 32 luôn, quần caro nhé. Cho em lên luôn nha. Khủng long này size 32. Thì nào lấy khủng long size 32, lên khủng long size 32 luôn dùng nguyên nhé. Khủng long cam size 32. Ai lấy khủng long cam size 32? Lên địa chỉ rồi. Khủng long cam size 32 nhé. Thì nào lấy 32 nguyên còn một cam. Một cam còn 25, 28. Caro cam còn 32, 32 nhé. 25, 28 nhé. Và 35 hay 37 gì đây nè. 37 32 cho chị ạ. Thế không, cho chị Phạm Phượng đi. Chị không hồi nãy là vì hồi nãy lên màu xám á. Lên màu xám này là mất công, không ưa nữa, bỏ ra nữa. Cái này chị Lưu Trần này, khách mới hay cũ ta? 25, 28 cho Thanh Lan Ngô này. Thanh Lan Ngô này. Rồi cái này cho chị Nhỏ ơi này. Nhỏ ơi nè, Hiền Nguyễn đã la hết nè. Cái này Nhỏ ơi nè. Cái này Hiền Nguyễn này. Hiền Nguyễn này. Hiền Nguyễn này. Bộ đây chắc nhất là có tay, ok có tay luôn. Ok có tay nè. Size 17. Ui cái này cưng. Xanh size 17. Người ta chốt rồi, cái này còn lại tẻ mà. Thế cho nó gọn mà. Ơi là cái bộ siêu nhẹ nó lại xả ra nữa à. Cái mặt chị này. Wow. Sang cho em cặp bé gái nữa nha chị. Nãy giờ bé trai. Quân Lê đang xem nhé. Xíu nữa còn đồ dài chị em xem nó hết luôn. Tình Ngô đang chơi gì kìa. Các em hỏi đó chồng. Chà, vô ngủ rồi. 17 là gì Lệ Hằng này. 17 cho Lệ Hằng này. 17 Lệ Hằng. Rồi 18. 18 nhé. 69 nghìn nha chị em mà nói. 18. Lên mã xanh 18, 69. Cam 17, 69. Cam 25, 28, 69. Chốt rồi mà. Cam 30, 69 đẹp lắm. Và cam size 35, 69. Đồng lại lượt lại cho em rồi nè. Thế. Có bộ chứ mà. Có một bộ thôi. Cam 35. Có phao cho bé gái còn. Phao cho bé gái còn đó chị xíu em lên. Nha, rồi lên rồi nãy phao còn. Phao trên nước cũng còn chưa gỡ xuống, từ từ Nguyên gỡ nhé. Sale luôn. Xanh 14, xanh 14 kìa Đức Phạm. Xanh 14 có đâu. Nãy giờ có đọc xanh 14 đâu. Cam 28 cho chị Lê Hoa. Cam 28 cho chị Lê Hoa này. Cam 28 cho Lê Hoa này. Thế, 14 không có. 30 cho Kim Hậu. 30 cho Kim Hậu. 30 cho Kim Hậu này. Cung chéo 75 còn để chị hai cái mà. Không biết luôn. Cho chị Dung Dương Thị Phương này.
này, cái này cho Dung Dương Thị Phương này, Dung Dương Thị Phương nguyên còn hai cái thôi, còn còn size nhỏ thôi, còn cam size 17, cam size 17 và xanh size 18. Cam 17, cam caro chốt rồi nhưng mà chị Đặng Thị Trinh không có chị ơi nha, Đặng Thị Trinh không có, nguyên còn xanh size 18 và cam size 17. Lên trẻ mình sóc bé gái, lên lại lên đang xem trai gái, trai gái nhá. Ôi trời ơi, cưng chưa, cưng chưa, cưng chưa, cưng chưa gái ơi, cam 35 hết rồi, con gái đâu rồi, còn đó, còn em đang soạn hàng lẻ đây, em sale hết mà chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha. Gái đâu, gái đâu, size 16 này, cưng chưa, size 16 nha, chị nào lấy cái này lên mã gái size 16, còn đấy gái size 16, 69, ai có con gái size vô đây, K17, K17, K17 cho Khánh Hạ này, K17 cho Khánh Hạ này, gái size 16 và gái size 17, cưng chưa chị em mình không, xinh hết cỡ chưa, trời ơi, lên luôn dùng mã này, gái size 16 và gái size 17, 69 nghìn nhé. Ai lấy cái này lên gái luôn dùng nguyên nhé. Quân lên đang xem trai gái gì cũng có hết. Chị em mình cứ thông thả, áo sao từ từ nguyên gỡ từ trên xuống. Nha, rồi lên chung mã này. Táo size 35. Táo này táo vàng size 35 nè, xinh chưa? Táo vàng này size 35 kg. Chị nào lấy táo vàng lên táo vàng 35 dùng nguyên nhé. Táo vàng 35. Và táo vàng size 25 28. Gái đâu hết rồi? Gái đâu mà size hàng xinh như thế này mà không thấy. Lên mã gái đi chị em mình ơi. Cái này size 14 15. Đây đang xem trai gái, trai gái, trai gái nhé. Size 14 15 chấm bi nè. Cưng chưa? Đâu? Táo 35 cho Ánh Nguyệt quen. Cái quen à? Ánh Nguyệt nè. Ok Ánh Nguyệt nè. Ánh Nguyệt nè. Táo 35 hết nhé. Chị ơi em lên chị chót đi chứ giờ mà bảo em chịu luôn ấy. Ai cũng nhận size to chịu luôn ấy. Rồi nhá. Mất công rồi vì không ân mão nữa. Cứ lên ưa cái mão nào chốt cái mão đó nhé. Lên mã chấm bi size 14 15. Chấm bi size 16. Chấm bi size 18. Chấm bi size 2, lên mã chấm bi luôn dùng luôn nhé. 15 còn. Gái vàng size 14 thì Thắm Nguyễn. Thắm Nguyễn không. À táo 25 đây nè. Táo 25 nè. Táo 25 cho Nguyệt chị Mai Henry. Cái vàng đâu có 14 đâu. 14 là 14 hồng. 14 hồng. Chứ làm gì có táo vàng. Táo vàng không có xây nhỏ. Gái vàng 14 một. Gái vàng 14 không có. Tưởng ấy nhưng mà không phải. Size 2 này. Lên mã này là mã bi size 2 giúp Nguyên nhé. Bi size 22 69. Chị em mình chia sẻ mạnh tay luôn dùng Nguyên nhé. Bi size 2 69. Bi 18. Bi 18 à. B18 cho ai? Chị Thủy Trinh Đặng. B18 cho Thúy Trinh Đặng. Thúy Trinh Đặng. Rồi nha, lên chung mã nơ vàng size 32. Chấm bi 14 15 cho Mai Thanh. 14 15 cho Mai Thanh. 14 15 cho Mai Thanh. Mai Thanh. Rồi ok nhá. 14 15. Cái mã dâu này xinh như thế này, thích cái mã này ghê luôn ấy mà trẻ mình không chốt cái này à. Chấm bi không còn size nhỏ nhá. Bộ con đang cầm à, cái này á, size 32 rồi. Size 32. Chấm bi 14 cho chị Thắm Nguyễn nè. Chấm bi 14 cho chị Thắm Nguyễn nè. Bi 14 cho Thắm Nguyễn nè. Bộ này size 32 là lên mã nơ vàng size 32 dùng nguyên. Nơ vàng 32. Phao đen 35 kg còn không chị? Đen chắc không còn 35 đâu. Lên mã nơ vàng size 32. Lên mã dứa xanh. Dứa xanh size 14. Quả dâu có size. Quả dâu hết rồi. Quả dâu hết rồi chợ. Lên mã dứa xanh dùng nguyên nhé. Dứa xanh này là size 14 này. Dứa xanh size 17 này. Chị nào lấy dứa lên dứa dùng nguyên nhé. Ôi giời ơi. Vàng. Vàng size 17. Chị nào lấy vàng size 17 lên luôn dùng nguyên nhé. 22. Chốt nhanh cái này đi chị em mà nói xinh lắm luôn. 22. Chị nào lấy cái này. Ờ bé trai. Ủa không có con gái à ta. Sao thấy con trai chút ấy mà ha. Thôi thấy trẻ mình không yêu cầu con gái. Lên là con trai. Ngoài lại con trai. Ừ. Nơ vàng 32 cho anh Trần. Thế chị em mình không yêu cầu thì là nơ vàng đâu hả? Nơ vàng cho chị anh Trần. Anh Trần. Anh Trần. Giờ không biết nữa. Dứa vàng size 17 cho chị Phương Nguyễn.
dưới vàng. Hồi nãy lên cái mã nào dưới vàng, dưới xanh chứ, dưới xanh vàng này, vàng này size 17 cho Phương Nguyễn. Phương Nguyễn nơ kèm size luôn dùng đi, không có 27 đâu chị ơi, phao thì không có 27 đâu. Chị coi giùm em trong đó, trong đó có phao size to, trong cái hàng phao bé còn size to. Lên mã trai, bộ này xinh này. Em không có đâu chị Nhung ơi, không có. Hàng đâu có mà bảo. Chịu khó đọc đơn chứ. Chịu khó đọc đơn chứ, còn gửi đơn qua chịu khó đọc đơn chứ. Nhiều chị đọc thấy đơn của ấy. Nơi vàng, từ từ từ. Coi đuổi lụa nhá. Nhiều chị thấy tin qua, không trả lời luôn. Nơi vàng. Size 18. Bộ này bao xinh luôn. Lên mã chữ trắng size 18 nhé. 69k nhé. Chị nào lấy mã này lên mã chữ trắng. 69k size 18. Size 2. Size 2. Chị nào lấy cái này không có 40kg đâu chị ơi. Size 2 nhé. Chị nào lấy 22 lên 22 bên này đó. Nó hiện biết tin nhắn lên luôn. Size 2 nhé. Size 25 28 nhé. Không có 40 đâu chị ơi. Hàng này to nhất là 37kg thôi. Nhá, 37 bé nào cao ốm kìa. Nha. Chốt lên luôn những mã này là mã chữ trắng. Size 25 đến 28kg. Chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng này. Rồi chữ trắng size 32. 25, 28. Cái này từ số nhỏ tới số to có. Cái mã nào hôm bữa nhiều chị đặt không có này. Từ từ. Lấy em. Hồi sáng có một cái áo lông XL đúng không? Màu xanh đen đúng không? Quất vô ấy. Cho nhỏ ơi này. Chữ trắng 22 cho Thắm Nguyễn này. Ủa đâu có 22 đâu. Ở đây đây đây. 22 cho Thắm Nguyễn. Ok Thắm Nguyễn này. 69.000 chợ. 69.000 những cái bộ này mua đi. 35kg này. Nha, 25 cho chị Thúy Trinh Đặng. 25 cho Thúy Trinh Đặng. 25 Thúy Trinh Đặng. Không có size 35kg đâu chị. Không có 35kg. Rồi nhá, chị nào lấy cái này 35, 37. 35kg, chốt mã chữ trắng size 37. Trắng size 37 này. Lên trắng size 37 nhá. Không chị ơi, thế bỏ qua nhá. Bỏ qua chứ không đổi gì hết chị ơi. Bỏ qua nha, em không đổi gì hết ấy. Size 30 này. Nha, xả ra cho em không đổi đâu. Đi đổi qua đổi về rất là mày. 37 cho chị My Riêng Nguyễn. My Riêng Nguyễn. Rồi ok này. Nhá, lượt lại một phát này. Size 35 này. Còn size 30 này. 37 hết nhá. 35 này thu hình G. Từ từ. 30 này. 35 này thu hình G. 35 thu hình G này. Không có size nhỏ. 35 cho thu hình G. Alo. 32. Nói nhanh giùm em đang like. Hình 30. Hằng Đào à. Sơn Trà cái gì nữa. Để em liên hệ khách. Rồi ok em liên hệ. Nhắn giùm em chị Hằng Đào. Nó đang mà hẹn miết đi. Bỏ qua đi vợ. Xíu hồi chút đơn chị báo bỏ qua luôn giùm em đi. Em không lai đi lai về mệt lắm. Rồi xe 32 hey. Số mấy đó. Xe 30 đó. Xe 30 chị nào mới lên xe 30 kìa. Có 30 nữa. Lê Huỳnh. Lê Huỳnh. Rồi nhá, lên mã trắng 32. Comment mã trắng 32 xinh lắm chị em rồi nè. 35 hết rồi, còn 32. Chị nào lấy trắng 32 lên trắng 32 giúp Quyên. Trắng 32. Trắng 32 xíu nữa áo phao nó em lên xem. 32 32 32. 32 không? 80kg em còn. 80kg em còn. Cái này xinh này, size 18 này. Cái này 18kg, chị nào lấy 18kg lên luôn dùng mã nơ hồng 18. 32 chị Quỳnh Nguyễn. 32 Quỳnh Nguyễn dùng nguyên này. 32 Quỳnh Nguyễn này. Còn 32, cái này 18, nơ vàng 18. Nơ vàng size 22. Nơ vàng 18 và nơ vàng 22. Đi chị em mình 79.000. Nơ vàng giúp Nguyên nhé chị em mình nữa. Rồi nhá, size 25, 28 chữ xanh. 25, 28 chữ xanh, 25, 28 dùng Nguyên. Chữ xanh và size này size 25, 28. Chút lên chữ xanh 25, 28. Khủng long này size 18. Cái này không có size nhỏ nhé. Khủng long size 18. Đẹp lắm, những cái bộ này đẹp lắm chị em mình nè. Khủng long size 18. Chữ xanh, nơ vàng 18 cho Phương Nguyễn Bình Định phải không? Phương Nguyễn Bình Định. Rồi còn nơ hồng size 2. 18 Phương Nguyễn Bình Định này. Phương Nguyễn Bình Định này. Rồi lên mã khủng long này size 18. Khủng long size 18 nhé. Ai lấy khủng long size 18 chút lên luôn dùng nguyên. Khủng long size 2. Khủng long này size 2 này.
Thì nào lấy khủng long 22 chút lên luôn dùng nguyên nhá. Bao chắc, bao giá, bao phôm luôn chị em mà nói. Nha, toàn bộ hàng trăm mấy hết ấy. Hàng này hàng 169.000 à. Giờ chị em mình mua 69.000 tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Khủng long 18 cho chị Lê Hoa. 18 cho Lê Hoa. 22 chị Phương Thảo. 22 cho Phương Thảo này. 22 Phương Thảo này. 28 cho Ngân Nguyễn này. 28 cho Ngân Nguyễn này. 28 cho Ngân Nguyễn bảo bì này. 28 cho Ngân Nguyễn này. Rồi ok. Tiếp lên luôn dùng nguyên cái này. 25 28. Lên mã khủng long 25 28. Chị Thanh Lan Ngô lấy cái này không? Cái này 25 28 này. Cái khủng long này 25 28 dùng nguyên. Lên mã khủng long xe 25 28 45 em không có đâu chị ơi. Cái này từ 25 đến 28 cái chị em mình chú ok. Cố gắng mỗi chị em mình vô xem like cho xin một vài nút chia sẻ nhé. Cái này 25 28 cái này Thanh Lan Ngô có lấy không? Qua mã khác nhé. Ok Thanh Lan Ngô này. 35. Khủng long 35. Chị nào lấy khủng long 35 lên luôn dùng nguyên nhé. 35 cái khủng long này chị em mình. 25 28 hết rồi nhé. 35 này, còn một 35 này. 37 này chị Thu Hiền G này. Này, Thu Hiền G này. Hà Đỗ này. Hà Đỗ này. Rồi ok. Lên mã này là mã cam, hai bộ thôi. Size 15 và size 16. Cam này xinh này chị em mình ơi. Riêng con quần này chị em mình mix áo khác cũng được. Mix mua thêm cho nó kéo sơ mi mang cũng set cũng đẹp nha. Lên mã cam size 15 và cam size 16 cái này xinh. Ai có con tầm cỡ này phát này. Có sao bữa nay thấy chị em mình mua bé trai không? Chả chị nào hỏi lên bé gái đi trời. Bé đi đâu hết rồi. Lên luôn dùng nguyên nhá. Chút lên luôn những này. À, bữa nay toàn con trai không? Cam 15, 16 nha, được hai bộ thôi. Cam 15, 16 cái chữ này xinh này. Có bộ duy nhất size 16. Cũng long hết rồi. Chị Hà Đỗ có rồi. Cái chữ này xinh này. Comment mã này là mã chữ size 16. Chữ size 16 có người kêu rồi đó. Chữ size 16. Chị nào cam 15 cho bé heo. Cam 15 cho bé heo. Em lên á, cái này nó đang lộn xộn sai trong này. Bé heo. Rồi nha, lên chung mã này. Chữ này size 16, chữ này xinh. Chữ này size 16 chị em mình tranh thủ mà phát. Chữ 16, chị nào lấy chữ 16 chút lên chữ 16 luôn dùng nguyên nhé. Chữ 16. K15 cho Huỳnh Huyền. K15 cho Huỳnh Huyền. K15 Huỳnh Huyền. Rồi chữ này 16. 16 thôi. Không chị, cái này em còn lẻ tẻ thôi. Gái đi coi nam không có kỳ nói. Được hai chị rồi. Hai má chị rồi được. Hai chị kêu bé gái rồi. Ơi hai cái váy này cưng. Có mấy cái phép. Hai cái váy này cưng. Hai cái váy này cưng này. Size 25 28. Thế. Cưng chưa? Đôi cá nhá, size 25 28. Mà cái con này đi 69.000, hàng tác của nó 159.000. Lên luôn dùng nguyên cái này nhá. Lên luôn dùng mã váy size 25 28 chút lên luôn dùng nguyên nhá. Bao đẹp luôn. Váy 25 28 không cái bộ nó đi dành đi. Bây giờ lên sale lại đi lại lại tiếc lắm. Và bữa không có những cái bộ nó đâu. Vô mùa lại không có. Nha, size 25 28. Lên mã váy 25 28. Nga Nguyễn Kim Anh Ori này. Nguyễn Kim Anh Ori này. Váy size 30. Váy size 30. Váy size 30 nhá. Đuôi cá ở dưới này chị em. Cưng lắm luôn. Váy size 30. Chị nào lấy váy 30 lên váy 30 luôn dùng em. Váy 30 nhá. Lên luôn dùng mã mèo theo. Mèo theo size 32. Và mèo theo này size 30. Không có chị ơi. Váy 30 chút luôn rồi đúng không? Mèo theo này size 30 và mèo theo size 32. Cái này cưng này. Mèo theo size 30 và mèo theo size 32 nhé. Chị nào lấy mèo lên mèo. Còn mã mèo dùng. Cho chị Dũng Dương thì cưng rồi. Ok này. Rồi đây này, áo này, áo phao. Cái này dòng phao siêu nhẹ nhé. Ồ cái này phao phao ghi lê rồi. Phao ghi lê rồi 35 kg này. Cái này của bé chứ chị em ơi, nó không phải của người lớn đâu nha. Tặng nó luôn con này luôn. 150.000 nó. Hàng này hàng 300 mấy nghìn. Mèo 32 chị Dung Dương Thị Phương. Ghi đây Dung Dương Thị Phương. 32 này. Dung Dương Thị Phương. Phao ghi lê cho bé nhưng mà mình mang vẫn vừa luôn. Size này ông chốt đến 35 kg đó. Đi mã 150. Cái này ông mập chị mang đẹp. Em mang vừa luôn này. 150.000 luôn. Hàng này đang đi chị em mình là 195.000. Giá tác con này là 229.000. Nha, lên mã ghi lên size 35.
trai gái gì mang cũng được con này hết chứ chị em mà nói nha, cho người, cho bé không phải là của người lớn đâu, dùng nguyên hoang vẫn vừa nguyên 50 kg này, mang thực tế luôn cho chị em mình xem. Lên mã ghi lê 150 toàn bộ dòng phao siêu nhẹ nhé, chắc bao sướng luôn. Hàng này là chuẩn hàng công ty, cái này em đeo trẻ mình 150 nhé. Chị nào lấy mã này lên mã ghi lê, ghi lê, ghi lê 150 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy ghi lê 150, chốt mã ghi lê 150 luôn dùng nguyên nhé. Không có chị ơi, chị Đặng Nhã Ca, hồi nãy giờ ai hỏi phao size 528, ai hỏi cái này riêng cái màu này bé trai bé gái gì mang cũng được hết, size từ 25 đến 28 kg, màu này trai gái gì mang cũng ok nhé. Đi nót luôn trẻ mình, cái này nguyên mang thì là cái tay nó sẽ hơi bị ngắn xíu, từ 25 đến 28 kg cho bé. Cái này cũng đi luôn trẻ mình, đang đi trẻ mình 195 đúng không, sale nó luôn trẻ mình, con này giá 169 luôn, trắng gọn nhé, 169 luôn. Giá này chỉ bán trên like nha trẻ mình, để những con này cũng chỉ bán trên like thôi, phao siêu nhẹ cho bé nhé, bé không phải người lớn như trẻ mình đâu. Đi nót luôn cho trẻ mình luôn, giá 169. Hàng tác của nó là đã sale là 209.000. Giá đã đóng tác sale là 209.000. Nguyên đi luôn cho em mình là. Đấy, chị nào hỏi phao tranh thủ phát phao đi. 25, 28. Cho Mai Hạnh. Mai Hạnh 169 luôn, bao sướng luôn. Cái này còn con 25, 28 luôn. Giá bình thường của con này hình như là này 339.000. Con này bình thường là 339.000 này chị em mình. Đấy, size 25, 28 và màu này trai gái gì mang cũng được hết. Nguyên đi luôn trẻ mình là 169.000 giá bán tặng luôn. Còn cái này 169.000 nhá. Giá này giá chuẩn giá tặng, không còn là giá nào để sale nữa đâu chị em mình. Đây còn con một cam nữa nè, cùng size 25, 28 luôn. Còn con một cam, chị nào lấy mã này lên luôn dùng nguyên nhá. Còn con một cam size 25, 28, chị nào lấy tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhá. Xem bộ bé trai lên luôn những mã túi nè. Túi này size 32. Cái gì em mình hỏi phao giờ lên dạo phao, chị em mình không chút phao thì thôi bỏ qua nhé. Hơi phí, lên sale phí lắm. Tiếp. Người ta đánh số thứ tự rồi mà. Thế. Hăng ra. Size 32. Có mấy đơn, họ đánh gần hết rồi. Trời chim. 25 vậy thôi. Họ đánh gần hết rồi. Thon trình. Túi này cho chị Kim Hạo này. Túi cho Kim Hạo dùng luôn. Lên mã này là mã nhện size 37. Ủa sao cái này đâu không lấy không cô chị? Bộ này. Mấy mã nhện này đẹp mà. Coi nè. Đưa đấy. Ủa còn tỉnh táo chứ? Thì bộ không thái cho này. Cái này không bốc ra chứ. Cái này chưa đánh số. Chỉ có còn một cái khuyết đó. Cái gì bảo không? Ủa cái trời quá. Sao à? 37 cho Ánh Nguyệt này. Ánh Nguyệt này. Thông trình có rồi. Ánh Nguyệt này. Đây mã khủng long trắng size 32. Khủng long trắng size 32. Khủng long trắng size 32 trong đường lùn nên như còn bé trai á chị. Đường lùn còn bé trai. Khủng long trắng size 32. Chị nào lấy khủng long trắng lên khủng long trắng size 32. 30 kg còn màu gì trời. Chị móc giùm em cái phao to nó là sai vậy chị? Phao to nó bé kìa. Cái 30 nữa rồi. Cái to rồi cô à. Lên mã khủng long này xe máy quên mất đi. Xe 32. Không. Giày tay còn xe nhỏ không à? Không có xe to. Lên mã khủng long xe 32 dùng nguyên nhé. Những cái mã này thật sự là mang quanh năm. Mang quanh năm nha, lên luôn dùng mã này. Hàng tác của nó 160.000. Giờ chị em mình muốn 69.000. Thì là chị em mình tranh thủ. Bộ này đó hả? Rồi nha, tiếp lên luôn dùng cái này. Mã này lên chung mã Bell dùng nguyên nhé. Bell size 17. Bell size 17. Cái 35, 37 cái nào mình mang vừa luôn. Cái này mình mang vừa luôn. Lên luôn dùng mã to này. Con này hàng 201. Con này 201. Con này size 40 kg. Size 40 kg lên mã Coban, hàng này 201. Coban 201. Như chị em mình 195.000 luôn. Rồi nhá, cái này thì là đi sale nói chị em mình 169.000.
bộ hết đi, mình còn một bao phải không chị Hà? Một bao chỉ nói là bộ có mũ đúng không? Vừa trai vừa gái. Ở trong sát chỗ cái gương á. Vừa trai vừa gái. Ok lên sau. Cái này nguyên mang vô tư luôn này. Nhưng mà chốt cho bé nhà mình tầm khoảng đến 35kg thôi. Nha, cái này đi trẻ mình 169.000 nót luôn. 169.000 nót nhé. Chị nào lấy chốt. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên. Đấy, trẻ mình hỏi bé sao. À quên, hỏi phao rồi lấy phao đi. Mất công cứ trẻ mình cứ hỏi giống như hỏi chơi hỏi dạo ấy. Rồi lên không chốt, rất là mất công. Nên là rất là làm biết. Phao 565 em còn. Phao hồi nãy con đấy em đi luôn trẻ mình 169.000. Còn những cái mã này hàng mới, hàng nguyên ri nè. Làm nguyên đi luôn trẻ mình. Hôm bữa trẻ mình 201 đúng không? Cái này còn ít. Ở đây trẻ mình 195.000 còn vài cá thôi. Thằng này đi về không có giá 195.000 rồi. Cái này cho chị Nhung miễn con này 169.000. Ok chị Nhung miễn con này 169.000. Ok, cái này cho chị Nhung Nguyễn này, còn em chừa nha chị ơi, còn chừa sao nhé. Cái này đã lên chưa ta? Size 17. Size 17 nè, lên mã chữ cam size 17 nè. Chị nào lấy chữ cam size 17 chốt lên luôn dùng nguyên nhé. Chữ cam size 17. Phao xanh hết rồi chị ánh tiếp lên thì ơi. Hết rồi nha. Người ta chốt rồi. Rồi nha, cái này lên luôn dùng mã lính size 17 nè. Lính size 17 cho em lên luôn áo hết đi. Bộ hết đi. Lính size 17, lính size 18. Lính size 17 bộ lính này xinh lắm chị em mình. Trăm mấy nghìn bộ ấy. Lính size 17, lính size 18. Ai lấy lính lên lính. 169 người ta chốt rồi chị ơi. Lính 17, lính 18. Lính 22. Lính 17, lính 18, lính 22 nhé. Chị nào lấy lính lên lính dùng nguyên nhá 69.000. Phát nha chị em mình ơi. 18 cho chị 17, 18 chị Thương Linh này. Ngay chỗ cái gương á chị kìa. 18 cho Thương Linh này. Rồi 22kg này. Lên mã lính 22 này. Chị lên trước, chị lên sau rồi chị ơi. 25, 28. 25, 28. Chị nào lính 25, 28 chốt, người ta đã lên rồi. 17 cho chị Lệ Hằng. 17 cho Lệ Hằng. Con này nguyên mang vô tư luôn. Cái này 40kg vô tư luôn. Mã này là mã 195. Teo nó cho nó gọn mấy chị em hả? Nhưng con không về sao nữa. Em không lên nữa nha. Ưa cái màu nào thì em quên ưa ái thì em phát thôi chứ em không lên đi lên về. 28 này. 28 cho chị Kim Hạo này. 28 Kim Hạo này. À 30 à. 28 cho Kim Hạo này. 22 cho chị Hạnh Võ này. Hạnh Võ không giấu này. Hạnh Võ không giấu này. Mã này mã 195. 195. Cái này nguyên mai chỉ có ngắn cái tay xíu thôi. Đấy, cái này chút đến 45kg cũng mang được luôn. Chút đến 45kg vẫn ok luôn. Nha. Hết lính rồi chợ, hết lính rồi. Hết lính rồi. Mã này là mã 195. Hết lính rồi nha. Hết lính rồi. Rồi tiếp cho mã. Mã này. Rồi lên luôn mã viền cam, cái này cưng này. Viền cam size 2, à, quên lộn, size 14 15. Viền cam size 14 15 nhá, cái này xinh này chị em ơi. Viền cam nhá, lính em hết rồi. Viền cam. Ai lấy mã viền cam lên viền cam size 14 15. Viền cam size 15 16 này. Viền cam size 15 16 này. Viền cam size 17 18 này. 18 19 này. 18 19 và viền cam size 2, cái này toàn bộ là ri nhỏ nhé. Viền cam size 2, chị nào lấy viền lên viền cho em cái set bé này chị. Viền cam 14 cho chị Lệ Hằng. 14 cho chị Lệ Hằng. 14 cho Lệ Hằng. 14 cho Lệ Hằng, chị nào lấy viền cam nhé. Lên mã set gái size 14. Cái này cưng. Set bé gái size 14, cái này cưng chưa? Lên mã gái size 14 hoặc là mèo size 14. Còn đấy chị lấy thì chốt đi. Viền cam 22 Lệ Hằng. 22 Lệ Hằng. 22 Lệ Hằng. 22 Lệ Hằng. Rồi nhá, lên này set gái size 14, 14 15 là chốt đẹp 69.000. Set gái nhé, chị nào lấy gái. Viền cam size 15 cho Thúy Trinh Đặng. 15 cho Thúy Trinh Đặng. 15 Thúy Trinh Đặng. Thúy Trinh Đặng này. Set gái size 14 này.
Rồi lên mã hoa cúc size 16 này. Hoa cúc size 16 này. Này là hàng sót sót lại thôi. Hoa cúc size 16. Chị nào lấy hoa cúc size 16 chút lên luôn dùng em nhé. Mèo size 16 luôn. Mèo này cũng size 16 luôn. Chị nào lấy mèo size 16 lên mèo size 16 luôn dùng em nhé. Hoa cúc mèo size 16. Cái này 17. Này set bé gái size 17. Chị nào lấy tiền cam size 16 cho chị Phương Nguyễn Bình Định. Phương Nguyễn Bình Định. Ok, còn một cái viền cam size 18 nữa là hết. Còn viền cam size 18 nữa là hết. Rồi chị nào lấy mã này. Lên mã set gái luôn dùng nguyên nhé. Set gái. Rồi qua đi chị em mình nhé. Cho xem lên mã kênh vô đi. Kênh vô này đi. Ờ. Lên mã Ken vô xanh. Size 25 28. Không, chị đang bữa nay không đâu có cho vô nhà lấy đồ đâu. Đâu có nhận đăng tới là hả? Nụ. Nụ á. Có chị ơi, set gái size 17. 17 Phương Nguyễn Bình Định. Ôi, set. 14 có đây nè. Có chị Như Hà nè. Có đây. 16 cho chị Nguyễn Minh Phương. Xét hoa cúc à. Hoa cúc Nguyễn Minh Phương. Hoa cúc Nguyễn Minh Phương. Xét 17 à. Ờ, 17 nè. 17 cho chị Phương Nguyễn Bình Định. Phương Nguyễn Bình Định nè. Xét 14 đây chị Như Hà nè. Xinh nè. Như Hà nè. Lấy chốt nè. Kenzo size 25 28. Chị nào lấy Kenzo 13 14 cho Như Hà nè. Như Hà nè. Kenzo. Kenzo cho chị Ngân Nguyễn. Thu cái bông vàng vô đây này. Hiền. Cái này Ngân Nguyễn nè. Ngân Nguyễn. Cái bông vàng ở bên. Có chị Lệ Hằng nhà em đang soạn đơn. Size 30 này, 30 cho chị Thanh Lan Ngô này. 30 cho Thanh Lan Ngô này. Thanh Lan Ngô này. Kenzo xám size 16 này. Kenzo xám size 17 này. Kenzo xám size 18. Còn Kenzo size 16, 17, 18. Còn 3 bộ Kenzo. Chị nào lấy Kenzo lên Kenzo dùng đi nhé. 16, 17, 18. 23 không có nhé nhỏ ơi. Một bộ viền cam size 18 này, này. Rồi nhé, chị nào lấy Kenzo xám lên Kenzo xám. Size 16, size 17, size 18. Còn 3 bộ. Ai lấy Kenzo chút lên Kenzo luôn dùng nguyên nhé. 16, 17, 18. Được chưa? Chị nào chưa có Kenzo chút lên Kenzo luôn dùng nguyên. Kenzo 16, 17, 18. Cái này còn con khoảng 49 cao luôn. Bộ này bộ nỉ bông nhé. Bộ nỉ. Bộ nỉ bông. Bộ nỉ bông size 15 16. Tặng nó 49.000. Nha chị nào lấy nỉ lên nỉ luôn dùng em nhé. Lên mã nỉ luôn dùng em nhé, tặng nó trẻ mình luôn 49.000. Chị nào lấy nỉ lên nỉ luôn dùng em nhé. Nỉ. Cái này còn được một bộ cho bé nè. Mã này đi trẻ mình 129.000 luôn. Cho nó gọn nhé. Sao cho bé nhà mình 22 đổ về. Nãy cho chị Nguyễn Minh Phương. Nguyễn Minh Phương. Nãy này Nguyễn Minh Phương 49.000. Bộ này đi trẻ mình nó 129.000. Khách nhà Nguyễn kêu, trời ơi chị mua ngồi gần 200.000. Gần 200.000 cái bộ này. Sợ chưa? Lên mã này mã gấu size 2. Nãy hết gì Thắm ơi. Cái chị sao? Trừ tiền lại giờ không ấy. Size 2 nhé, lên mã mũ hồng size 2. Chốt lên mã mũ hồng size 2 dùng em. Thôi trừ tiền lại đi xã, giờ chị đang like mà đi soạn hàng không ấy được. Lên mã mũ hồng size 2. Không chị ơi, không chị Như Hà gom đơn sau. Gom đơn sau nhé. Cái này đi trẻ mình 129.000 mã mũ hồng. Hết rồi. Không, hết rồi. Đưa con hỏi cái áo này vì sao đổi. Nhỏ hay to? To nhỏ, mấy không chị. Cái áo này sao chị gửi lại đó chị? Thế thì em đọc cái size này chị để chị chốt chứ.
thì 57 ký đổ về chị để chị chốt chứ. Chứ còn người ta mua online đâu phải ai cũng tới nhà thử đâu. Mũ hồng cho Yến Văn ăn, chị là chuyên gia. Tới nhà là bắt đầu lọc. Minh cái chị xương đó. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Ăn cái áo xe 45.000. 45 kg nha, áo quên lộn. 25 kg, lên luôn dùng mã mũ 25 kg. Mua đi luôn chị em mình, mã này là mã 129k luôn đi cho nó gọn nha chị em mình nhé. Chốt lên luôn dùng nguyên. Chị nào lấy cái này lên mã mũ. Mũ 25 kg nè. Đây mã mũ 25, chị nào lấy mũ chị cho em cái set hoa cúc nữa nè. Còn mấy set hoa cúc nữa cho em lên luôn. Biết ngay đến bữa hôm chốt đơn rồi đã. Bữa hôm chốt đơn đã nói rồi. Mũ 25 cho chị Ngọc Bảo kìa. 129. Cái bộ này tặng nó 49.000 luôn. Hoa cúc xe 18. Hoa cúc xe 18 tặng nó luôn 49.000. Chị nào lấy mã hoa cúc xe 18 lên hoa cúc xe 18. Hoa cúc xe 16 49.000. Chị nào lấy hoa cúc lên hoa cúc dùng nguyên nhé. Rồi cái set này luôn. Cũng là hàng Kid Moon. Chính xác không? Hôm bữa em kêu cái áo này chỉ mang sẽ rất là rộng. Đó, trừ đem lên đổi vì rộng. Đấy cũng chốt đơn. Đây. Cái này xe 15kg nè. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 49k luôn. Bộ ngố hàng Kid Moon nha. Xe 14kg lên mã hoa cúc luôn dùng nguyên nè. Hoa cúc nha. Được chưa? Cho lên mã khác đi. Áo không à? Cốc kèm size đi chị nhỏ ơi. Đây là tính bộ đây. Cốc kèm size chị em mình không size không biết đường chốt nhé. Cái này bỏ riêng đi chị, bỏ riêng cái này đi. Bỏ riêng cái này giùm em đi. Cốc kèm size lên luôn dùng nguyên. Có mấy bộ thôi. 18 cho chị Ngân Nguyễn này. Chị Hiếu Dương không có size. Ngân Nguyễn nè, Ngân Nguyễn nè. 14 cho nhỏ ơi. 14 cho nhỏ ơi. Còn cái này size 16. Còn một cái xe 16 thôi, chị nào lấy 16 lên 16 luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy mã cúc 16 lên cúc 16 luôn dùng nguyên. Cúc xe 16 còn một xét. Cái này có xe to luôn à? Ô 10-12. À 10-12 kg à. Cái này 16 kg. 15-16 kg. Cái này 15-16 kg. Nha, lên luôn dùng mã thỏ. Áo Nguyên đang mang còn. Xe nó 75.000. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, mã này là mã thỏ. Chốt lên thỏ luôn dùng nguyên nhé. Thỏ xe 16. Bán tặng chị em mình bộ này 79k luôn. Bộ này bộ da cá tàu hàng 185. Nguyên đang đi chị em mình là 89.000. Đây nói luôn chị em mình 79.000. Họ cho ánh trần. Họ cho ánh trần. Họ 79.000. Cái này size 27 kg. Ok chị ánh trần áo đang mang. Size 27 kg. Áo ở đang mang kìa. Ánh trăng 75.000. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment lên luôn cho mã này là mã mũ size 27 kg 129.000. Chị nào lấy mũ lên mũ dùng nguyên nhé. Comment mã mũ luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy mũ lên mũ. Một bộ
cũng bao nhiêu khách cũng đổ nhưng mà không không là vấn đề. Nhưng mà cái chị này nói chị nói nhiều đó sao chưa thấy lên nhà lọc đồ đâu. Thật sự không còn nói nhiều nữa, mình lúc người ta đang like cái bộ nó rõ ràng đúng không em nói gì Duyên nè. Chị này á, chị chừng này mà đang chị chốt cái này tới 57kg mà đang cũng chốt đó, chốt xong đây mà trường hợp lên nhà đó chị em mà thấy còn mà đi ship tới rồi bắt đầu ui con này to nhỏ rồi không chịu nhận hàng nữa không con, mà rõ ràng con nó chốt đến 55-57kg mà cũng chốt, người thì có xíu xíu cũng chốt. Chứ không phải là ai mình cũng phải ấy, mà tùy khách. Rồi nha. Thế thì mấy chị nó chỉ mua nhiều rồi lâu nó lên đổi thì có răng đâu. Lâu lên đổi thì cũng không thành vấn đề. Như khách nhà nguyên rộng chặt nguyên vẫn đổi không thành vấn đề. Nhưng mà tùy theo khách. Cái này size 27, à 23kg. Lên mã Mickey 23. Nhưng mà còn đi nó tới nó lưu dựng người ta đang like. Teo nó. Thôi tập trung với vậy mà nhé. Từ từ đó, cái một bộ này, bộ logo này đánh thẳng luôn. Như nè, như hình thị TV mua mà rộng chặt đem xuống thì có vấn đề gì đâu. Mà tùy cái. Bà nó cứ tốt tốt mượn về. 25-28. Ừ, không theo dõi số ký đâu. Cái này 25-28. Lên mã logo 25-28. 69.000. Mắt tập trung người ta lúc người ta đang like người không tới nhịn chứ. Size 30kg luôn. Size 30kg. Nè con này phải chốt đi 57-58 nhưng bà tí tẹo mà cũng chốt. Bây giờ đem lên kêu là rộng chặt nữa. Mà lúc người ta đang like nữa. 28 cho Kim Hậu. 28 cho Kim Hậu. 28 cho Kim Hậu. Tặng con này 29.000. 20.000 luôn. 57 cái độ về. Tặng 20.000 luôn. Để ý con này phải chốt đến 57kg hơn 55-57kg không chị em mà thôi. Đúng không? Mà con này có 45.000 chứ phải là nhiều nhận gì đâu. Tặng 20.000. Lên mã tặng 20. Chốt mã tặng 20 nhé. Size 30 cho hình thị TV. Cái này size 30 này. Logo size 30 này. Logo size 30 nhé. Chị nào lấy logo 30 lên logo size 30 luôn dùng đi. Logo size 32. Nó thật hàng mua hàng online chả ai cho đổi như kiểu nhà Nguyên hết trơn. Size 35. Nghĩ chị em mình mua về không rộng chặt không vừa thì mất công bỏ ra phí. Mà tùy cái. Đổi nhưng mà tùy cái. Mỗi chị có tẹo xíu xíu cũng nhắn qua em ơi cái này đổi cho chị. Các kiểu rất là mệt. Size 32 chị Quỳnh Nguyễn. 32 Quỳnh Nguyễn. Rồi size 30 nhiều cái người ta sale rồi đấy. Cảm giác mà cái gì mà gọi là không ấy quá thì thôi chứ còn mà cái gì mỗi tí đổi size 35. Còn 32 và 35. Chị nào lấy logo lên logo 32 và 35 dùng nguyên nhé. Cái này tặng nó luôn chị này không? Size này chị em mình đến gần 60 nhé. Lên mã tặng lụa luôn dùng nguyên 30k nốt luôn. Tặng lụa nha, 20 em hết rồi. Tặng bộ lụa 30. Chị nào lấy lụa 30. Quên, tặng váy lụa 30. Tặng váy lụa size 30kg. Chị nào lấy váy lụa lên váy lụa dùng nguyên nhé. Size 30kg. Được nha. Á lộn lộn. 30k. 60kg lộn. 35 cho chị Quyên đổ. 35kg cho chị Quyên đổ. 35 cho chị Quyên đổ. Lụa 30k nha mẹ, 30kg nha. Nó lộn nha. Hay cho chị Nguyễn Minh Vy con này. Nguyễn Minh Vy. Chị lấy cái mũ hồng size 27. Cái này cho chị Nguyễn Minh Vy rồi nè. Mũ hồng nào size 27 ta? Nãy Nguyên xuống cái mão mũ hồng size 27 chưa? Cái này đi luôn trẻ mình luôn. Lụa 60kg hết rồi nha. Không tập trung được. Size 27 à? Mũ hồng
phòng C7 cho ai quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu rồi. Dương Phạm không giấu giùm em. Dương Phạm không giấu. Lên mã mũ vàng. Chúc lên mã mũ vàng nha. Chị nào lấy mũ vàng, bộ này xinh lắm luôn. Bộ này xinh lắm luôn, size 25. Size 25. Có lên đang xem vợ. Size 25. Nha, lên luôn vụ này size 25 kg. Bộ này đi nhập hơn, đắt hơn những cái bộ kia rất là nhiều luôn. Đây luôn chị em mình 135.000. Thì có cái bộ nào nhỏ nhỏ nó tầm khoảng 18-20, trừ ra cho em bộ hai bộ thôi. 18-20. Cảm ơn chị Nguyễn Minh Vy. Không, em quạo lắm. Cái tính em á, nóng lên bực mình là rất là quạo. 18-20 nhá. Coi. Cổ từ từ. Cổ size 17 không chị? Không. À cái này không. Cái này size 20. Cái này mới vừa nói xong anh. Lại bà mua nhắn tin của em hủy đơn được không đó. Nó đang lại rất là bực mình. Chết thiệt. Cái này không có 70 kg. Không tập trung like được. Nha, size 25 kg. Lên mã mũ vàng size 25 kg. Chốt thì chốt cho lắm. 25 mắc rồi da. Chị em mình biết chốt đơn, phân đơn, ghi bì rồi nhắn tin. Rồi phát lại cao, em hủy đơn được không? Lại bắt mệt rồi đó. Thấy mệt rồi đó. Đi Thảo Nguyên nè. Thảo Nguyên nè. Rồi nhá, lên mã mũ hồng. Size dưới 20 nhá, 22 đổ về là chốt đẹp. Comment mã mũ hồng. Những cái bộ này chắc đẹp lắm. Khách nhà Nguyên là kêu là chị mua gần 200.000. Chị cần gần 200.000. Trời ơi. Mã nào nãng đi bao nhiêu tiền vậy? 129 luôn à? Trời ơi. Size 2. Lên mã mũ hồng size 2. Chị nào lấy mũ hồng size 2 chút lên luôn dùng đi. Mũ hồng size 2. Trời ơi, bộ này 129.000 bắt ngay và luôn đi chị em mình ơi. Mũ hồng size 2. Mũ vàng không có 40 đâu chị Hiền ơi. Đợi mở màu mình đợi cái gì mà mở màu. Cái này chị cho khách. Cái chị cho khách cho em đi. Dạ chị nè. Cũng được về giặt. Mũ hồng size 2 cho Quỳnh Nguyễn. Quỳnh Nguyễn này vô. Rồi mũ hồng size 23. 23. 23 thấy nặng lấy giùm em mày. 23 nói chung là cũng không hay trên nhau lắm. Nhưng mà về chắc trẻ mình muốn đẹp nhất là lên cái áo một xíu. Tại vì quần này cái nào nó cũng dài hết nha. Cái này quần nào nó cũng dài hết. Chốt lên luôn dụng mã này 23. Ok thì chốt nhé. 23. Còn con áo thì vivo với áo này mang rộng rộng nó mới đẹp. Con này áo dạng áo hết đi nè, là mang áo rộng rộng nó mới đẹp. 23 kg. Lên luôn dụng mã mũ hồng 23 nhé. Đây là trẻ mình 129. Mũ hồng size 23. Chị nào lấy mũ hồng 23 chút lên luôn dùng nguyên nhé. Rồi tập trung nha chị em mình nhé. Tập trung. Mũ hồng size 23. Ai lấy mũ hồng size 23 chút lên luôn dùng nguyên con nè. Ai lấy mũ hồng size 23 chút lên luôn dùng nguyên nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con nè. Size 18. Lấy mã mũ xanh size 18. Thì là nó còn một kiểu đó thôi chị Dung ơi. Nó không có gì khác hết, y một kiểu đó thôi. Lên luôn dùng cái này, lên mã mũ xanh size 18. Nguyên đây luôn chị em mình 129k gọn kho nhé. Ai lấy cái này lên mã mũ xanh size 18, 129.000. Được chưa? Chị nào lấy 18 lên 18 luôn dùng nguyên nhé. 129.000 size 18. Kê cho nó gọn. Lên mũ xanh size 18. 18 cho chị Lệ Hằng. 18 cho Lệ Hằng 129 nha. Lên mũ đỏ size 25. Mũ đỏ size 25 nãy giờ ai chờ 25 lên 25 luôn dùng nguyên. 129k nó. Này không còn size to nhé. Mũ đỏ này size 25 kg. Không. Hàng này hàng công ty xe cũng không có bên trái cả nha. Nha, lên luôn dùng mã mũ đỏ size 25 kg. Chị nào lấy 25 chút lên 25 luôn dùng nguyên nè. Alo. Dạ. Chị gì? Trần Thị Hai. Rồi, sao? Tất cả đơn hàng sao? Ủa sao thế? Thu tiền hà, tiền ship.
30.000. Kiểm tra Trần Thị Hai là ai? Đấy. Khách mới à? Đấy. Thu tiền ship cho em nhé. Thấy trên đặng. 129. Rồi còn 22. Còn 22 tôi thấy 25 thì. Cái này cũng 25 được. Cái này cho Mai Hạnh. Mai Hạnh. Rồi còn 22 đổ về nha chị em mình ơi. Cái chồng câu nó là bộ nó đi chị. Con chữ quậy á. Đây này. Cho mình thêm bộ nãy xanh rồi thêm bộ. Đã kêu ta đâu có thái như like đâu. Chị có quậy. Không có gì thôi, cái này chị có quậy. Rồi còn một cái size 3. 23 25. Cái này từ 23 đến 25 kg. Nha, lên luôn dùng mã này là mũ đỏ 23 25. Cái này đâu còn size to, size 3 mấy cho chị hả? 129.000 nó luôn. Nha, chị nào lấy cái này luôn dùng mã mũ đỏ. Từ 23 đến 25 kg. Nha, 129.000 giúp Nguyên. Ai lấy mã mũ đỏ lên mũ đỏ từ 23 đến 25. Chị để ý cái số lượng món giùm em nghe, cái đơn nó bao nhiêu món, lúc mà hoàn về bao nhiêu món. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên cái này. Lên mã xanh size 25. Xanh từ 22 đến 25 kg là mang ok. Đây luôn chị em mình 129.000. Xanh từ 22 đến 25. 32 chắc sợ không có. Nha, chị nào lấy mã mũ xanh từ 22 đến 25 kg là mang ok. Nha, lên mũ xanh luôn dùng nguyên. Có 15 chị, còn cái nào xin, cái nào không có xin nhỏ. Cái nào không có xin nhỏ. Nha, chị nào lấy mũ xanh từ 23 đến 25 chốt lên luôn dùng nguyên á. Nguyên đi luôn chị em mình luôn. Giá đi luôn chị em mình là 129.000 luôn cho nó gọn kho. Chị nào lấy mã mũ xanh lên mũ xanh. 23 cho chị Yến Văn Âu, quên 25 cho chị Yến Văn Âu. Rồi cái này hồi nãy. Không, cái này 23 thôi chứ. Mũ đỏ hết 25 rồi. Có mũ xanh ấy, chị Yến Văn Âu lấy mũ xanh chốt mũ xanh. Mũ vàng size 25. Xinh lắm. Mũ vàng này size 25 luôn. Chị nào lấy vàng 25 hết đỏ rồi chị Yến Văn Ông ơi. Lên mã vàng size 25. Chị nào lấy vàng 25 lên vàng 25 luôn dùng nguyên. Còn size gì chị? Còn 20 23 thôi. Chị nào lấy vàng lên vàng nhé. Cái là bộ dài. Còn nhưng mà cái này còn cái cho nó hơn đi, cho nó gọn. Bán tặng luôn vậy mà con này luôn. Size này á. Size gì đây? Size gì đây? Size 7 đến tầm khoảng 52 kg độ về là mặc đẹp. Tặng ngố luôn. Tặng ngố luôn. 45.000 đi. Lên mã tặng ngố 45. Chị nào lấy tặng ngố 45 chút lên luôn dùng luôn nhé. Tặng ngố 45. Cái bao này bao có chị được. Đây đây đưa chị. Từ 28 đến 30 kg nè. Lên mã vàng. Size nhỏ. Vàng này từ 28 đến 30. Tính cho chị Tôm Tú. Tính cho Tôm Tú. Hồi nãy đi 45. Vàng này size 30. Chị nào lấy vàng size 30 chốt vàng 30 luôn dùng nguyên nhé. Vàng này 30 kg. Ai lấy vàng 30 chốt vàng 30 luôn dùng nguyên nhé. Vàng 30 luôn đi luôn chị em mình là 129k. Vàng từ 24 đến 26. Ê cái mã lúc nãy nhé. Từ 24 đến 26 kg. Luôn đi luôn chị em mình luôn 129k luôn cho nó gọn nha. Vàng 30. Vàng 30 cho chị Tôm Tú. Ngố 45 em hết. Vàng hồi nãy có 25, 28 không? Vàng hồi nãy còn 25, 28 không? Không có 25, 28 à? Mũ chai có 35 nhớ để chị nha. Vàng 37 không có gì chị? Không có xây to. Hết sạch sân sân xây to rồi. Còn 26. Từ 24 đến 26 chị em mình hết 30 rồi. Còn 30 cái nào không? Từ 24 đến 26 thôi. Ngố em hết chị Minh xong rồi. Rồi còn xanh 23 kg. Còn từng ngày sai tôi không còn sai. Vàng 28 chị Thon Trình. Vàng 28 cho Thon Trình. Bên này bị ăn comment. 28 cho Thon Trình. À. Không hết 28 luôn à. Vàng 26 cho Lê Hoa. Không có 28 rồi. Hết 28 rồi. Cái này xanh 23.
xanh 23 đổ về. Xanh là 23 đổ về. Ai lấy xanh 23 đổ về. Lên xanh 23 đổ về lên luôn dùng em nhé. Người lớn like hôm nào em cũng like người lớn hết chị ơi mình ơi. Ngày nào cũng có like đồ người lớn hết, lâu lâu mới like đồ bé một bữa mà. Gần gần như là nguyên cả một tuần like đồ người lớn mới có một cái like đồ bé mà chị em mình cũng kêu. Cái này cũng toàn đi nốt của chị em mình luôn, 79.000 luôn. Cái này xinh, lên mã LV xoay 16, 15, 16, 79.000 luôn. LV nhá, xoay 15, 16 ký là mang ok. Lên mã LV vàng, cái này trai gái gì mang cũng được. Vàng 26 cho Mai Hạnh cũng được thì được. Trên 35 ký giờ còn bộ hè thôi, không có bộ dài. Cho Mai Hạnh gì đây. Mã này sale nó luôn chị em mình 79.000. Bộ này cũng là chắc có tông tàu chéo. Size 15-16 kg. Lên mã LV79. Lên mã LV79 luôn dùng đi nhé. Size 15-16 là chỗ ok. Chị nào lấy LV lên LV nhé. Size 15-16 nha. Chị nào lấy LV kèm size luôn dùng nguyên từ 8 kg đến 16 kg. Cái này toàn size nhí thôi. Từ 8 đến 16 kg là mang ok cái mã này nha. Không có 18 chị ơi. Không có size to. LV này toàn xây nhỏ thôi. Toàn xây nhỏ, không có 18. Từ 8 đến 16 kg thôi, không có xây 18 nhé. Đây nó cùng kiểu chị nào lấy LV kèm luôn dùng nguyên cái số ký, nguyên bóc cái mã này luôn. Đi chị em mình 79.000. 15 chị Thúy trên đặng. 15 cho Thúy trên đặng. Thúy trên đặng 79.000. Rồi nhá, chị nào lấy LV lên LV dùng nguyên đi. Không có xây to, cái này hàng xây nhí rồi. Chị nào lấy LV vàng kèm luôn dùng nguyên cái số ký nhé chị em mình nhé. Cái này bỏ vô trong hàng dài luôn dùm đây. LV vàng kèm số ký nha. 15 không có số to, 15 cho chị Thu Hiền luôn. Không có số to đâu chị ơi, cái này hàng xinh thôi. Lên mã sọc này luôn dùng nguyên. Lên mã sọc này luôn dùng nguyên. Size 16 luôn. Sọc size 16, bé nào cao ốm là 18, 79.000 luôn. Chị nào lấy sọc lên sọc luôn dùng nguyên. 16, bé nào cao ốm là 18. Nhá chốt lên luôn dùng mã này là mã sọc 79. Comment lên mã này là mã sọc 79k nhá. Ai lấy sọc lên sọc 79k luôn dùng đi. Xem cái bộ nó sale nó luôn đi chị. Xem sale nó, xem không. Đây cái set này luôn. Set này sale nó luôn chị em mình luôn. Còn máy set. Còn máy set. Sọc vàng cho chị Khang Trang. Sọc cho chị Khang Trang, sọc màu đỏ Khang Trang. Cái này cũng còn máy set này, bán tặng luôn, hàng này hàng cho bé. Cái này ở đây luôn chị em mình nó 60.000 luôn. Size 16. Cái này cưng lắm luôn ấy. Này còn sót được ít này. Lên luôn những này, 60k luôn. Size 16. Chị nào lấy cái này lên cho mã 60 size 16. 60 size 16 này, 60 size 32 này. Cưng lắm luôn ấy chị em mình ơi. 60k luôn dùng nguyên nhé, cho nó gọn kho. 60. Không có 13 14. 16, mua để dành đi. 60 nó rẻ quá. Hàng này tát của nó là 135.000. Chị nào lấy mã 60 kèm size luôn dùng có size bự này, size 32 này. Size 32 này. Size 32 này. 16 với 32 chị Bảo Yến. 16 32 chị Bảo Yến. Bảo Yến. 120.000 hai bộ. 16 hết, còn 32. Còn 32 và 35 còn hai bộ. Còn 32 và 35. Nha chị nào lấy 32 chút và chị nào lấy 35 chút lên luôn dùng nguyên view X thế vậy mình ơi. Treo view X vậy. Hết 16 cái gì nhá. Tuy chỉ có 50 view vậy. Chào lại. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Lên mã nhện size 25 28. 35 cho chị Ánh Nguyệt. 35 cho Ánh Nguyệt. 35 cho Ánh Nguyệt. Nhện size 25, 28, 69k. Ai lấy nhện lên nhện nhé. Size 25 đến 28 ký, 69k mã nhện. Những cái này nó mang quanh năm luôn vậy mà nói. Nha, chốt lên mã này là nhện luôn dùng nguyên. Từ 25 đến 28 ký chốt hề. 25, 28. Nhện xám 25, 28. Nhện vàng size 25, 28. Nha, chị nào lấy nhện lên nhện. Giá hàng tác con này là 169.000. Nha, nhện vàng size 25, 28. Nhện vàng size 30 nha. Chị nào lấy mã nhện vàng lên nhện vàng luôn dùng nguyên nhé. 69k con này thôi. Nhện vàng size 32 phát ngay luôn chị em mình nha. Comment lên mã nhện luôn dùng nguyên kèm size.
Hàng tắt là 169.000, giờ chị em mình mua 69.000 cho chị Kim Hảo. Kim Hảo, bộ nó to nhỏ chị. Kim Hảo. Nhện vàng cho chị Linh Chi size 25. Cái nhà họ có con trai bình thường cái gì không? Con trai khóc. Linh Chi nè. 32 cho chị Tôm Tú. Tôm Tú. Còn 30 thôi nhé. Còn nhện vàng size 30 thôi chị em mình. Còn nhện vàng size 30 thôi. Còn mỗi 30 thôi, chị nào lấy 30 lên 30 luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy 30 chút lên 30 luôn dùng nguyên này. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên cái này. Cái này size 30 thôi. Nha, lên mã mũ đỏ size 30. 129 nót luôn. Ba mươi ký vàng cho Thanh Lan Ngô. Thanh Lan Ngô. Rồi nhá, lên mã đỏ 30. Không có 37 chị ơi. Đỏ này size 30 thôi. Chị nào lấy đỏ 30 chút lên đỏ 30 luôn dùng nguyên nhá. Ok, biết rồi. Đỏ này 129.000, nhện 32 em hết rồi. Đỏ này đi chị em 129.000 nát luôn. Size 30 nha chị em mình. Size 30. Và lên mã mũ xám. Còn một cái này là 30 thôi. Mũ đỏ và mũ xám size 30. Quần của nó sẽ là hơi dài. Để Thanh Lan Ngô. Cái này 30-32. 30 đến 32 mà giá đi chị em 129.000. Ra ngồi chị em mình chỉ mua được con áo thôi. Chưa? Con này bình thường chị em mình chỉ mua được con áo thôi. Giá này 129.000 chị mua được áo có tông tàu đó rồi. Nha, đây luôn chị em 129.000. Nha, lên cho mã mũ xám. Hết mũ đỏ rồi chị Liên ơi. Hết mũ đỏ rồi, lên mũ xám cho Nguyên nhé. Ai lấy mũ xám chút lên mũ xám luôn dùng Nguyên 129.000. Mũ xám hết mũ đỏ nha. Hết mũ đỏ. Rồi cái này size 37. Size 37 cái này cưng. Ai đã mua được cái này rồi. Nó là riêng con áo không nãy là xịn sò rồi, toàn bộ theo này. Xám gì Quỳnh Nguyễn size 32. Toàn bộ theo hết, cái này mới trẻ mình 69.000. Lên mã hoa. Size 37. Hoa size 37. Hoa này size 37 kì. Nha, 69.000. Nha, chị nào lấy hoa lên hoa. 37 và 69k, chị nào lấy hoa lên hoa nhé. Hoa. Từ từ. Em sẽ xác một chút nào. Thôi, lòi ra hết mẹ. Thôi. Thì đâu, ngủ chứ. Hoa cho Nguyễn Minh Vi đâu rồi. Hoa Nguyễn Minh Vi nè. Ôi trời ơi, cái này. Này cưng nè. Nhưng mà ui, size 14. Trời ơi. 14 kg quay đầu. Lên mã bi 14 kg quay đầu, cái này cưng quá nè. Chị nào lấy mã này lên mã bi size 14. Từ từ, có áo khoác gió bé trai size 32. Size 32 sợ không còn. Bi 14 đây, Như Hà. Ủa, em sợ chị Như Hà có cái này rồi nè, không dám chốt. Cái chị Như Hà. Khoác xanh nhạt. Mã này mã 160, hàng trắng bạc. Bi size 17. 17, 16 đây chị Ánh Trăng đây, chị bỏ cho chị Ánh Trăng. 16, 17, cái này đẹp lắm. Cho chị Ánh Trăng mà đi 69.000. Bi hồng này size 14 luôn, 14, 15. Bi hồng size 14, 15, 69. Cần chưa? Bi hồng size 14, 15 và giá 69k. Chị nào lấy bi hồng 14, 15 chút lên luôn dùng nguyên nhé. 16, 17 á. Không có 16, 17. Ok chị Ánh Trang có rồi. Cái này 14, 15 thôi. Còn cái 22 nữa thôi là hết. Ủa chị Lệ Hằng. Lệ Hằng. Rồi cái này size 22. 22 đổ về. Lên mã bi 22. Không có 25. Chốt luôn này, đẹp. Cái này 22 đổ về thôi. 22 nhá, hết 15 rồi chị ơi. 22 đổ về cái này nguyên set này. Hai cho Thu Phương Hoàng nữa. Thu Phương Hoàng. Cái set này
size 18. Lên mã mèo 18, cái này là dạng quần. Mèo 18. Chốt lên mã mèo 18 luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mèo 18? Không có chị ơi. Không có. Mèo 18, chị nào lấy mèo 18 chốt lên mèo 18 luôn dùng nguyên. Nhưng mà điện thoại hỏi là trưa nay like sao ta, vấn đề chi chúng ta. Alo. Dạ, sao chị ơi? Dạ. Rồi ok, thế để em nhắn khách luôn. Để em nhắn khách luôn. Rồi. Rồi ok. Chị Lệ Hằng bảo em lấy 14 trắng là gì? Không có thì bỏ cho người khác nha. Chị nhắn chị Thu Hà Lê gì ở trong Sài Gòn ấy. F0. Nó là bảo chị bảo nó chỉ là chuyển khoản qua cho em đi rồi bưu tá ship tới chứ. Wow, xe 37. Váy xe 37 kg, 69.000 phát ngay cho em rồi nè. 37 kg, 69.000 coi của chị Lệ Hằng phải màu trắng màu không? Màu hồng thì bỏ cho người khác. Người ta bao nhiêu chị chốt màu hồng, size này không có. Ok, bỏ ra nhé. Thật sự chị em mà nấy quá. Chứ còn cái này màu trắng với màu hồng thì có gì đâu khác đâu bao nhiêu. Thật sự luôn, cái này cho chị Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn. Cái này size 14kg nè. Chị nào lấy 14, hồng 14 lên hồng 14. Hồng 14. Trắng với hồng đâu có ái nhau bao nhiêu đâu. Nhá, mà làm gì còn hàng này nữa. 69.000 lên mã hồng 14. Nha chị nào lúc nãy chưa có hồng 14 lên hồng 14. 14 thì chỉ 15kg mang được. Nhá, hồng 14, 15. Cái này 16. Chị nào lấy cái này lên mã theo 16. Hàng này thường mà về nguyên ri là gần 105.000. Bi hồng cho chị Nguyễn Minh Phương. Trời, cái bộ này bỏ ra tiếc lắm luôn. Nguyễn Minh Phương này Huyền. Ok. Chúc lên luôn nàng theo nhé. Theo nhé. Theo nhà em chỉ cho gom 2 like thôi. Nếu như mà 1 like mà đã có nhiều, ví dụ 2-3 món là tranh thủ đi đơn luôn. Không gom like nhiều nhé. Chị em mình để ý luôn dùng nguyên. Lên luôn dùng mã theo size 16. Theo size 16, nhà em không dồn đơn lâu nhé. Cái này em nói hẳn trên live rồi, đừng đến lúc chút đơn ấy qua ấy về mất lòng nhau chị em nhé. Hồng size 15 em hết rồi, cái này size 30. Size 30 nhé, lên mã caro size 30 69k. Lên mã caro và size 30 69k nha chị em, mà nó bộ này cân này. Lên mã caro luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã caro size 30 69k. Set dâu, cái này set dạng set quần váy. Size 35. Size 35, cái này còn sót lại thôi. Size 35 69. Lên luôn dưỡng mã dâu nhé, size 35. Cái này là dạng quần, váy quần nhé chị em, mình có quần ở trong. Nha, lên chân này, caro cho Ngọc Bảo. Như chị Ngọc Bảo này có đơn hoàn, có cái gì đó hoàn về đó. Hàng đổi hàng gì đó, có hàng hoàn về đó. Chốt đơn hết rồi, lên chị. Lên luôn dưỡng mã dâu nhé. Dâu này size 35kg. Comment dâu size 35 dùng nguyên. Dâu size 35, 69. Chị nào lấy dâu size 35, lên dâu size 35. Nó thật sự là lớn, là nguyên lên nguyên tuần luôn. Ngày nào ít ít là một like, còn không là hai like. Lâu like một đồ bé một hôm thôi. Dâu xách dâu này size 30. Bộ này và, chắc đẹp lắm. Size 35. Size 35. Size 25, 28. 35, 25, 28, 69.000. Size 2. Người ta chốt rồi chị ơi, em bỏ ra rồi. Em bỏ ra rồi. Tiếc thôi, tại vì cái đó nó đẹp. Cho Tôm Tú 69.000. Đi để em chứ chị bi hồng và trắng không trắng thì đấy. Ủa, thế chị bảo chị lấy bi hồng mà, à bi trắng. Mà trong khi chốt bi hồng, người ta chốt rồi chị ơi. Chị bảo là chị lấy bi trắng. Trong khi chốt của chị đơn hồi nãy chốt bi hồng. Không có đâu nha, em bỏ qua cho người khác rồi. 69.000 nha chị Thủy Độ, size 16. Lên mã dâu size 16, dâu này xinh lắm. Dâu này size 16. Chị nào lấy dâu 16 chút lên luôn dùng nguyên nhé. Bao xinh luôn. Size 32. Cái nào cũng đập tên trên like là có nhé. Đến lúc chút đơn đừng hỏi lại chị em mình nhé. Dâu này size 32. Chị nào lấy dâu size 32 lên luôn chị em mình 69k luôn. Dâu 32. Chị nào lấy dâu 32 69k chị Thủy Đỗ ơi, tranh thủ mà phát. Dâu 16 cho chị Ngọc Thảo Nguyễn xã ơi. Cho bà xã lấy bắt cho xã hai quả cam.
Có chị Ngọc Thảo Nguyễn. Ngọc Thảo Nguyễn. Size 32. Cái này đi chạy phần 60 cao luôn. Cái này xinh lắm. Size 32. Lên mã nhí size 32. 60k nốt nha. Lên mã nhí size 32 60. Chị nào lấy nhí size 32 lên nhí size 32 60k. Nhá, chị nào lấy nhí lên nhí. Nhí size 35. Trời ơi, mua mấy cái bộ này 60k chị em mình mua anh. Tranh thủ đi. Tự nhiên bữa nay dọn xả lại đi chị em mình giá này thôi. Size 37. Size 37. Thế bi trắng chị có không? Không. Chị cái nào em chốt đọc tên là có. Em chốt cái chị bi hồng, chị bảo là chị lấy bi trắng. Thì là bỏ bi trắng ra rồi. À quên, bỏ bi hồng ra rồi. Nha, rồi lên luôn dưỡng mã này size 35. Thế thì chốt được hai cái thì chốt được một cái rồi thôi. Chứ mắc gì tự dưng rồi ấy, em đâu biết đâu. Bỏ ra người ta chốt rồi. Size 30. Size 30 nhá. Này đây chị em mình 60k luôn. Size 30 nhá. Ai lấy mã này size 30 lên luôn dùng nguyên. Comment 30. Nàng đi chị em mình là 60k nha. Cái gì có 49 view vậy trời ơi. Bộ này đẹp chưa? Bộ này đẹp chưa? Với 35 cho Bảo Yến leo lâu lai đồ bé mà cái view chán chua nè. Size 35. Size 35 cho Bảo Yến. Bảo Yến. Nhún nhảy gì cho nó lên xíu chị em mình ơi. Size 30 bé trai này. Lên mã xe C30. Thôi bộ nó hồi nãy đi 60. Lên mã xe C30. Trời ơi, 69.000 C30. Chắc bao sướng luôn nhận hàng những con này. Vì họ tới họ lui chị em mình ơi. Vì hàng rẻ rồi nha. Hàng 149.000 chứ không phải hàng rẻ đâu. Hàng này hàng siêu thị nhá. Chốt lên luôn dụng mã này là mã xe C30. Xe C30 em. Còn nhưng vẫn còn lẻ tẻ sai chứ. Khủng long xe 25-28. Có 32 chứ, em đây đang xem. Lên mã khủng long size 25-28. Khủng long size 35, còn 3 con. Ai lấy mã khủng long lên khủng long. Lên mã khủng long kèm size nha. Được chưa? Qua đi. Xe chạy Thanh Lan Ngô 30. Xe Thanh Lan Ngô 30. Xe xe 30 này. Chị nào lấy xe xe 30 lên xe 30 nhé. Hồng 35 cho chị Mai Thanh. Hồng cho chị Mai Thanh. Hồng là cái trồng lá đó đó. 30 cho chị Mai Thanh này. Tao chị Mai Thanh là 35. 35, 35. Hồng Mai Thanh là cây 35 rồi. 35 hay 40? 35. Khủng long 35 cho chị Quyên Đỗ. Bỏ ra đi. 35 cho Quyên Đỗ. Rồi còn 25-28. Còn 25-28. Lên mã này là mã to. Còn 25-28 thôi. Xe 35kg. Chị nào lấy cái này lên chung mã này 35kg nha. 35kg và 37kg. Lên mã nhí đi. 35kg và 37kg có hai con. Ai lấy nhí lên nhí luôn dùng nguyên nhé. Comment mã nhí từ 25 đến 27kg lên. Dạ. Ta kiểm. Rồi nha. Chị Văn Mập ơi, lấy thông tin cho em đi. Văn Mập ấy. Cũ à? 69 với chị Văn Mạch này. Mấy giờ rồi? Rồi còn cái này xe 35 thôi. Chị nào lấy 35 nữa lên 35. Thôi ngưng chị em mình nè, phiếu ít quá. Ít quá. Ba ba bộ này xe to. 25-27 chị Phong Thanh. Nhí 25-27 à?
Trời ơi, qua mẫu rồi mới lên thế. Làm chi có 25, 27 chị ơi, không có. Chứ không có 25, 27. Rồi nhá, lên mã vàng kẹo này xinh này. Vàng kẹo này size 30. Vàng kẹo size 30, chị nào lấy vàng kẹo size 30 chút lên luôn dùng em nhé. 69.000 xong cái này thôi nhé chị em mà nói. Vàng kẹo size 30. Vàng kẹo size 32. 30, 32. Và vàng kẹo size 37. Có 3 bộ. Nhá, chị nào lấy vàng kẹo lên vàng kẹo xong ngưng like chị em mà nói. Dưới quá. Ngưng chị em mình nhá. Ai lấy mã vàng kẹo lên vàng kẹo dùng nguyên nhé. Ngưng trẻ mình nha. Tiền có tiền đâu à. Ngưng nha. Vàng kẹo, vàng kẹo, vàng kẹo 32 cho khoảng lặng. 32 cho khoảng lặng. Hai khoảng lặng. 37 cho văn mập. Văn mập. Văn mập này. Tối à, tối tối 7 rưỡi nhé, còn 35 đấy, còn 35. Tối 7 rưỡi chị em mình nhé. Rồi ngưng like nha. Hẹn chị em mình tối nha. Thank you.